chương 4260, ta cự tuyệt, lớn mật, cơ thiên tề giận tím mặt, oanh, bên trong khí thức bộc phát ra nhất đạo đáng sợ thần quang, trên thân toát ra từng đạo hào quang óng ánh, xoát một cái, chợt quét vào cơ như nguyệt trên thân. ầm, cơ như nguyệt bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Các người mỗi một người đều phản thiên phải không nơi này là cơ gia, không phải là các người dương oai địa phương. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ thiên tề gầm lên, ầm ầm, gia chủ tức giận, thiên địa chấn động, cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt bị áp chế lại, nhưng mà hai người lại chút nào không thỏa hiệp, tất cả đều ngạo nghễ nhìn bầu trời. Ta cự tuyệt, ta không muốn trở thành thánh nữ, cơ như nguyệt gần từng chữ, chữ chữ kinh thiên, ầm, trên người nàng, nhất đạo khí tức đáng sợ dâng lên, dĩ nhiên tại cơ thiên để dưới khí tức, một chút đứng lên. a, à, cơ vô tuyết cũng gào thét, khí tức sôi trào, trong thân thể, giống như có một cái thần nở rộ, nguy nga đứng vững, vô biên tử khí, tràn ngập ra. Một màn này, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Cơ vô tuyết, cơ như nguyệt, hai cái nhân tôn mà thôi, dĩ nhiên tại đối kháng cơ thiên tề gia chủ, với lại tản mát ra khí tức, khiến cho rất nhiều địa tôn đều biến sắc, khiến toàn bộ đại điện nghị sự náo động không thôi. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt. Khó trách hai người này, thực lực đề thăng nhanh như vậy, bực này thiên phú, thật là làm người ta biến sắc. Lão tổ, cơ thiên đạo cũng vội vàng đứng lên, chuẩn bị mở miệng. Cầm miệng, cơ thiên tề gầm thét, Cơ Thiên Đạo liên tục thay Cơ Vô Tuyết nói chuyện với Cơ Như Nguyệt. Hắn làm sao có thể để cho Cơ Thiên Đạo mở miệng? Mà Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt phản kháng cũng làm hắn người gia chủ này trên mặt trong nháy mắt vô quang, trong lòng băng lãnh không thôi. ầm, một cổ giống như Đại Dương Thiên Tôn khí tức theo Cơ Thiên Tề bên trong ầm ầm cuồn cuộn ra, hung hăng đánh vào Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt trên thân. Oanh một tiếng, Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Trên người hai người bị từng đạo Thiên Tôn chi lực cầm cố, trong nháy mắt máu me đầm đìa, chật vật nằm trên đại điện thê lương, bi thảm, nhưng mà hai người, ánh mắt lại lạnh lùng như cố kiên quyết, ngưng mắt nhìn phía trước, nhìn cơ thiên tề, có bất khuất. Thật là phản thiên, cơ thiên tề tức giận, chắp tay, lão tổ, cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt coi trời bằng vung, chống lại tộc quy, thuộc hạ đề nghị, đem hai người giải vào ngục sơn trong, tiếp thu trừng phạt, gian đe. Giải vào ngục sơn, nhất thời, trên sân tất cả mọi người biến sắc, ngục sơn, là cơ gia trừng phạt gia tộc người địa phương, chỗ ấy, cực đáng sợ, đi vào trong người, không gì sánh được vô cùng thê thảm. Lão tổ, không được, cơ thiên đạo vội vàng nói. Lão tổ, hai người này như vậy vi phạm gia tộc tộc quy, nếu không trừng phạt, ta cơ ra thể diện ở đâu, trong tộc đệ tử chẳng phải là mỗi cái dĩ thượng phạm hạ. Cơ thiên tề quát lên, cơ vô tuyết, cơ như nguyệt, hai người các người có biết sai. Cơ thiên diệu mờ nhạt nhìn hai người, đệ tử sai, cơ vô tuyết ngừng đầu, nói, lão tổ, như nguyệt đã có trượng phu, chồng của nàng, là thiên công tác thánh tử, vị trí phi thường nếu như biết như Nguyệt bị đưa đi tiêu ra, nhất định sẽ không ngừng. Cơ như Nguyệt cũng kiên quyết nói, đệ tử quyết không làm thánh nữ. Càn dỡ, thật là quá càn dỡ, lão tổ, người nghe một chút. Cơ thiên tề giận dữ cười, không chịu chịu để yên, một cái nho nhỏ thiên công tác thánh tử mà thôi, lại có cái gì năng lực không chịu chịu để yên, cơ vô tuyết. Ta xem ngươi là tại cơ gia lưu lại thời gian càng dài, quên bản thân bản phận. Đừng nói là thiên công tác thánh tử, coi như là thiên công tác điện chủ đến đây, lại có thể thế nào lão tổ, hai người này coi trời bằng vung xin thỉnh hạ lệnh giải vào mục sơn cơ thiên tề cao giọng nói cơ thiên diệu nhìn hai người khẽ lắc đầu rồi sau đó than nhẹ nói dĩ nhiên các người một mực không chịu giác ngộ cũng được người đến là cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt giải vào mục sơn lại đem cơ vô tuyết giải vào mục sơn khu vực nòng cốt cơ như nguyệt thì tại ngoại vi chỉ có các người đáp ứng thừa nhận sai lầm mới có thể được phóng thích ta ngược lại muốn nhìn một chút hai vị đến lúc đó còn có nộ cự tuyệt vâng cơ thiên tề đại hỉ lập tức sắp xếp người, là hai người ấn xuống đi. Đều tán đi, Cơ Thiên Diệu mở miệng, nhất thời, trên sân mọi người ào ào rời đi, rất nhanh, chỉ còn dư lại vài tên Thiên Tôn cấp trưởng lão và Cơ Thiên Diệu còn có Cơ Thiên Tề. Thiên Tề, lập tức đối với ngoại giới nhân tộc thế lực truyền tin tức, ta cổ tộc cơ ra, chuẩn bị tỷ võ chiêu tế. Cơ Thiên Diệu nói, chiêu tế, Cơ Thiên Tề nhất thời sừng suốt, hôm nay âm thành cái dạng này, tâm giật sợ là sẽ phải bị người nghị luật, với lại, nếu như đắc tội thiên công tác ta cơ gia cũng sẽ có phiền toái, ta chuẩn bị cho tâm giật chiêu tế, chủ yếu là nhân tộc đỉnh cấp thế lực, cũng có thể điều động đệ tử đến đây, nếu là có thể lấy được tâm giật phương tâm, lại trở thành ta cơ gia con rể. Cơ thiên tề trong lòng hơi động, lão tổ ý ngươi là, muốn lợi dụng tâm giật liên hợp nhân tộc khác thế lực, giảm bớt tiêu gia áp bách. Sai, chỉ dựa vào dân gia cơ như nguyệt, ta sợ tiêu gia vẫn sẽ đối với ta cơ gia động thủ, cổ tộc gia tộc hắn không đáng tin, chỉ có tìm người bên ngoài tộc đỉnh cấp thế lực quan hệ thông gia mới có thể đối kháng tiêu gia, tâm giật hôm nay ẩm ra một màn này, cũng phải thay gia tộc làm ra những đóng góp, bất quá, nàng con rể, có thể do nàng tới chọn, nàng không hài lòng, có thể không cần, bất quá, nhất định phải tìm được một cái có thể vì ta cơ ra mang đến giúp ích thế lực. Vâng, cơ thiên tề vội vàng nói, ta chỉ sợ tâm giật nàng. Đây là người xử tình, ta đã cho nàng đủ quyền lựa chọn, nàng không đáp ứng không được, người đi khuyên bảo một cái là được. Cơ thiên diệu nói, vâng, lão tổ, ngay sau đó, cơ thiên tề thối lui, một đám người rời khỏi mà cơ gia đệ nhất mỹ nữ chiêu tế sự tình cũng nhanh chóng tại vũ trụ giữa truyền ra tới. Lúc này, tại cơ gia tộc dưới đất hậu phương, có một tòa đen kịt ngục sơn, là đặc biệt giam cầm cơ gia chút phạm sai lầm người địa phương, mà ở này ngục sơn chính giữa có một tòa cực thấp dẹp sườn núi, một cái nhỏ hẹp tối tăm đường nhỏ đi thông ngọn núi này bao chỗ sâu nhất. Ngục sơn núi này bao chính là cơ gia chỗ nhốt tộc nhân chịu tội, bởi vì tại sườn núi bên trong thời thời khắc khắc cũng sẽ thụ đến âm hỏa đốt thần hồn, với lại bởi vì thiên địa đại đạo, vũ trụ khí tức thiếu thốn, không có bất kỳ biện pháp có thể chống lại loại này âm hỏa đốt, biện pháp duy nhất, chỉ có thể dày vò nhẫn nại. Người bị nhốt ở chỗ này, chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn mình thần hồn càng ngày càng suy yếu, linh hồn hải cùng tôn giả bản nguyên càng ngày càng héo rút, đến cuối cùng cũng chỉ có thể thần hồn câu diệt. Chết thì chết, thế nhưng trước khi chết, còn muốn chịu được vô tận thống khổ, âm hỏa đốt thần hồn thống khổ, cũng không phải là bình thường cường giả có thể thừa nhận. Ở đây cũng coi là cổ tộc sắc bén nhất lao ngục một trong. Lúc này ở ngục sơn bên trong, cơ như nguyệt vành mắt có chút đỏ lên, nàng biết cơ vô tuyết là chịu nàng liên lụy, bây giờ bị nhốt ở ngục sơn trong trung tâm. Thật xin lỗi, tổ ra ra, là như nguyệt liên lụy ngươi. Cơ như nguyệt nhìn tại ngục sơn chỗ sâu thống khổ không thôi cơ vô tuyết, khẽ ở bên ngoài nói, nàng xem thấy cơ vô tuyết bị dần vặt thành như vậy, trong lòng thật sự là cực kỳ khó chịu. chương 4261, người điên sao. Cơ vô tuyết nghe được cơ như nguyệt bi thương tiếng nói lại không có chút nào lưu ý, ngược lại cười ha ha một tiếng như nguyệt đừng khổ sở đây không phải là ngươi sai là tổ gia gia không có bảo vệ tốt ngươi a à. đang nói cơ vô tuyết đột nhiên thống khổ gào thét một tiếng tổ gia gia ngươi làm sao cơ như nguyệt vội vàng kinh hoàng nói không có việc gì khái khái ngươi yên tâm điểm thống khổ này không làm khó được ta nghĩ lúc đó ngươi tổ gia gia bất quá võ đế tu vi rơi xuống tử vong hạp gốc chịu được tử vong chi khí ăn mòn lúc đó người tổ ra ra đều không có việc gì, còn con này ngục sơn âm hỏa trừng phạt lại tính làm được gì. Cơ vô tuyết suy vừa cười vừa nói, vừa vặn, ta bây giờ cách địa tôn cảnh giới chỉ có một bước ngắn, này âm hỏa, chắc là ta cơ ra viễn cổ lưu xuống thủ đoạn đặc biệt, lợi dụng này âm hỏa, vừa vặn có thể củng cố ta tu vi, để cho ta đột phá đến địa tôn cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ như Nguyệt đau khổ cười một cái, nàng biết, đây chỉ là cơ vô tuyết lừa nàng vui vẻ mà thôi, này âm hỏa là cơ gia trừng phạt cơ gia cường giả địa phương liền những thiên tôn đó trưởng lão phạm sai lầm cũng lại muốn tới nơi này bị ép tiếp thu trừng phạt cơ vô tuyết chỉ là một đỉnh phong nhân tôn mà thôi cơ vô tuyết nghe cơ như nguyệt không nói lời nào không khỏi cười nói người nghĩ rằng ta là ở cùng ngươi nói lấy chơi sao thật này ngục sơn thật là cơ gia thời kỳ viễn cổ lưu xuống nghe đồn ở đây còn ẩn chứ có cơ gia cao cấp nhất lực lượng, nói không chừng ngươi tổ gia ra, ra ở chỗ này còn có thể có thu hoạch không nhỏ đây ha 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 Cơ vô tuyết cười lên ha hả, tổ ra ra ngươi, cơ như nguyệt đau khổ, sau đó, cơ như nguyệt ánh mắt dứt khoát, phù vù, vù, một cổ vô hình lực lượng hiện ra, dĩ nhiên tại làm hao mòn này đi vào mục sơn chỗ sâu cấm chế. Như nguyệt, ngươi làm cái gì vậy? Cơ vô tuyết biến sắc nói, chuyện này nếu là bởi vì như nguyệt lên, như vậy như nguyệt quyết không mắt mở chừng chừng nhìn tổ ra ra một mình ngươi chịu khổ, như nguyệt cam nguyện cùng tổ ra ra ngươi cùng thừa nhận này âm hỏa trừng phạt. Cơ như nguyệt kiên quyết nói. Nàng muốn tiêu diệt ngoại vi cùng vòng trong bình chướng, đi vào ngục sơn khu vực nòng cốt, tiếp thu âm hỏa đốt. Người điên sao, cơ vô tuyết biến sắc nói. Ha ha, ngược lại cơ gia chuẩn bị để cho ta gả cho cái gì chủ nhà họ tiêu, ta là kiên quyết sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không gả tới cái gì tiêu ra đi. Hôm nay cơ gia sở dĩ không cho ta tiến vào khu vực nòng cốt, tiếp thu âm hỏa đốt, không phải là sợ ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ không có ai đại giáo cho tiêu ra thôi, đã như vậy, vậy ta còn có cái gì tốt suy nghĩ. Cơ như nguyệt ánh mắt dứt khoát, từ lúc theo tần trần sau, cơ như Nguyệt rất ít làm ra quyết định như vậy, nhưng lúc đó tại thiên vũ đại lục thời điểm, nàng thật chính là một cái cực hiếu thắng người, tính cách kiên quyết quả đoán, đối mặt sống chết trước mắt, xưa nay sẽ không có bất cứ chút do dự nào cùng rất sợ chết. Cơ vô tuyết lắc đầu nói, người thật có thể không làm như vậy, với lại ta tin tưởng, tần trần nhất định sẽ tới tìm ngươi, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì. Cơ như Nguyệt khổ sở nói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không tìm tới tìm ta, người cũng thấy cơ ra là đối xử chúng ta như thế nào. Tần Trần hắn chỉ là thiên công tác thánh tử, lại không nói hắn có thể hay không tìm được cơ gia, coi như hắn thật tới cổ giới, cơ gia cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn nếu đến, chính là bị cơ gia trấn áp. Cơ Vô Tuyết trầm mặc, đúng vậy, Tần Trần là mạnh, nhưng mà, làm sao có thể mạnh hơn cơ gia? Cơ gia chính là cổ giới cổ tộc, mặc dù là cổ giới trong tứ đại gia tộc yếu nhất một cái, nhưng mà một khi đặt vào trong nhân tộc, cũng là đỉnh cấp thế lực một trong. Trừ phi Tần Trần có thể tìm đến thiên công tác giữa cao tầng. Thế nhưng Mặc dù là tìm được thiên tôn cấp phó điện chủ cao tầng, cũng phải nhìn cơ gia khí sắc làm việc, tại loại đại sự này trên, cơ gia cũng chưa chắc đi quan tâm thiên công tác quan điểm. Đừng nói, ông tổ nhà họ Cơ Cơ Thiên Diệu một thân tu vi thông thiên, chính là đỉnh phong thiên tôn cường giả, cùng thiên công tác thần công thiên tôn một cái cấp bậc, sao lại kiêng kỵ thiên công tác? Như vậy là cơ gia dám đối với hắn như vậy các nguyên nhân. Hừ, ta Cơ Vô Tuyết, trời không sợ, đất không sợ, cả đời trải qua rất nhiều sinh tử, thật nếu đến cá chết lưới rách một ngày kia, thì cùng bọn họ liều mạng, mặc dù là chết, cũng sẽ không để cho bọn họ đem ngươi gả tới tiêu ra đi. Cơ vô tuyết lạnh giọng nói, oanh, hắn thôi động tôn giả chi lực, dĩ nhiên cũng bắt đầu làm hao mòn cấm chế chi lực. Đồng cam cộng khổ, cũng được, nói không chừng cơ như nguyệt tiến vào khu vực nòng cốt, thụ đến âm hỏa đốt, lộng cực chật vật, sẽ để cho cơ gia làm cho tiêu gia không vừa lòng. Cơ gia nếu đối với bọn họ làm ra loại chuyện này, như vậy hắn cũng sẽ không để cho cơ gia tốt hơn mà ở cơ như tuyết cùng cơ như nguyệt tại cơ gia ngục sơn trong khổ sở dẫy ruột thời điểm cổ giới cơ gia chiêu tế sự tình cũng như một trận gió tại toàn bộ trong vũ trụ truyền ra tới âm um, trong nháy mắt kinh động cả nhân tộc thế lực cơ gia chính là cổ giới cổ tộc tại thời đại viễn cổ đó là nhân tộc tối đỉnh cấp thế lực một trong tuy là trước kia tại tranh đoạt cổ giới quyền lực trong thua với tiêu gia nhưng mà lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn hôm nay cơ gia vẫn là trong nhân tộc một cái rất có trọng lượng thế lực đặc biệt bọn họ cổ tộc thân phận đồng dạng cũng nhận được nhân tộc rất nhiều thế lực chú ý. Trong lúc nhất thời, nhiều nhân tộc thế lực, ào ào tâm động. Tinh thần cung, vù vù, nhất đạo khí tức đáng sợ dâng lên, nắm giữ vạn vũ trụ cổ. Vô biên tinh quang thôi sán, một cái mênh mông thân ảnh, huyền phù tinh thần cung giữa. Xin chào tinh chủ đại nhân, một đám tinh thần cung cường giả, ảo ảo cung kính hành lễ. Cổ tộc cơ gia chiêu tế, có ý tứ, tinh chủ trên mặt vẽ bề ngoài nụ cười, nhìn lại, cơ gia tại cổ giới tình cảnh thật không tốt a à, bất quá, chuyện này ngược lại ta tinh thần cung một cái cơ hội. Tinh chủ đại nhân ngài ý là, tinh thần cung giữa, vô số cường giả ao ao ngừng đầu. Trụy tinh thiên tôn, ngã xuống vạn tộc chiến trường, nghe đồn, liền uyên ma lão tổ cùng tiêu diêu chí tôn khí thức, đã từng tại vạn tộc chiến trường bên ngoài vực ngoại tinh không xuất hiện, hôm nay vũ trụ vạn tộc cuồn cuộn sóng ngầm, ta tinh thần cung muốn mở rộng, trở thành chân chính tối đỉnh cấp thế lực, thủy chung kém một bước kia. Tinh chủ ánh mắt băng lãnh, chí tôn, quá khó khăn siêu việt, muốn thành tựu chí tôn, thụ đến vũ trụ thiên đạo áp bách mạnh mẽ quá đáng, mạnh như hắn, vô số năm qua, nhìn như chạm tới chí tôn môn hạng, nhưng là lại thủy chung không cách nào vượt qua. Hôm nay, hắn đã biết đến cực then chốt tình trạng, nghịch thiên tu hành, không tiến tất thối. Nếu hắn tại một thời đại này không cách nào bước vào chí tôn cảnh giới, như vậy, hắn là triệt để dừng lại ở cảnh giới này, không cách nào tiến thêm một bước. Không đạt chí tôn, vĩnh viễn không cách nào trở thành nhân tộc lựa chọn tầng. Tinh thần cung chủ ngẩng đầu, hít mắt, Cổ tộc cơ gia, có viễn cổ hỗn độn huyết mạch, tuy là nhân tộc, lại truyền thừa đến viễn cổ, cơ gia huyết mạch đối với đột phá trí tôn, vô cùng có khả năng có không thể coi thường đề thăng. Cổ tộc, có thể sừng sững nhân tộc nhiều năm như vậy, tự nhiên có phi thường chỗ, đây là tinh thần cung chủ cực kỳ ngấp nghé. chương 4262, Luyện chế bảo khí Nếu là có thể cùng cổ tộc cơ gia quan hệ thông gia, có lẽ, mình cũng có thể nắm lấy cơ hội, đột phá trói buộc. Thôi, rất lâu không có hoạt động xuống, lần này liền tự mình đi một chuyến đi, tinh thần cung chủ cười khẽ, oanh, theo trong hư không thoáng cái đi ra, hàng vạn hàng nhìn tinh quang ngưng tụ, quán chú ở trên người hắn, tạo thành nhất kiện tinh bào. Lúc này, tinh thần cung giữa, tinh quang thôi sán, giống như đại dương bao la, cuồn cuộn thiên địa. Toàn bộ tinh thần cung giữa cường giả đều quỳ xuống. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại tinh thần cung, tinh thần cung chủ tự như cùng thiên công tác thần công thiên tôn, là không có khả năng ngỗ nghịch tồn tại. Duệ nhi ở đâu? Tinh thần cung chủ nói, tổ ra ra, một cái thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, trên thân lại lưu động đáng sợ tôn giả chi lực người tuổi trẻ đi tới. Đi thôi, lần này, là ngươi một cái cơ hội, ta tinh thần cung thiếu cung chủ có thể lấy được của tộc cơ gia thế tử, nhưng danh chấn vũ trụ. Ầm, um, tinh thần cung chủ giơ tay lên, trong nháy mắt cuốn lên này một cái khí thế bất phàm người tuổi trẻ, trong nháy mắt bước vào hư không, sau đó biến mất. Đại Vũ Thần Sơn, từng cái ảm đạm âm u núi cao, huyền phù chân trời, thâm trầm không gì sánh được, này nhưng sơn mạch, không gì sánh được sự bao la, kéo dài ngoài bầu trời, từng cái ngọn núi so với từng khoảng ngôi sao đều phải khổng lồ. Mà ở Đại Vũ Thần Sơn chỗ sâu nhất, có một cổ thâm thúy khí tức. Cổ tộc cơ gia chiêu tế tin tức, tự nhiên cũng truyền lại đến Đại Vũ Thần Sơn, đưa tới Đại Vũ Thần Sơn rất nhiều phó sơn chủ nghị luận. Mà ngay tại những này phó sơn chủ nghị luận lúc, ầm, đột nhiên, Đại Vũ Thần Sơn chỗ sâu, kinh lôi oanh động, một cổ khí tức đáng sợ bỗng nhiên phóng lên cao, theo Đại Vũ Thần Sơn chỗ sâu, trong nháy mắt đi tới một cái thân ảnh thân ảnh đồ sộ chúng ta gặp qua sơn chủ đại nhân đại vũ thần sơn rất nhiều phó sơn chủ vội vàng cung kính hành lễ ánh mắt trong toát ra vẻ cung kính luôn luôn bế quan nhiều năm phó sơn chủ dĩ nhiên xuất sơn lúc trước liền cô sơn thiên tôn trọng thương trở lại đại vũ thần sơn sơn chủ đều không thể xuất hiện hôm nay dĩ nhiên xuất quan thiếu sơn chủ ở đâu này nhất đạo thân ảnh đồ sộ giống như thần ma trên thân dũng động đại đạo quy tắc giống như núi cao không thể địch nổi bái kiến sơn chủ một tên trẻ tuổi tôn giả vội vàng hành lễ, đi, theo ta cổ giới đi một chuyến, ầm, um, này thân ảnh đồ sộ cuốn lên này một tên trẻ tuổi tôn giả, vừa xài bước ra, trong nháy mắt tiêu thất. Không chỉ có là tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn, hư thần điện, côn bằng cốc, thiên hành tông, chư thiên thành, từng cái nhân tộc đỉnh cấp thế lực, ào ào xuất động, đi cổ giới. Tần Trần tự nhiên không biết cổ giới giữa phát sinh toàn bộ. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong luyện khí trong đại dương, hắn thứ nhất phát hiện, nguyên lai luyện khí, dĩ nhiên là nhất hiện như vậy có ý tứ sự tình. Luyện khí là một cái giải khai vạn vật quá trình, cũng là một cái quá trình tu luyện. Tại Thiên Vũ Đại Lục trên, Tần Trần trước đây chính là đỉnh cấp luyện khí đại sư, nhưng mà đi tới thiên giới sau, Tần Trần nhất tâm tăng thực lực lên, tuy là nhận được bổ thiên cung truyền thừa, nhưng mà chân chính luyện khí thời gian lại cực ít ỏi. Hiện nay, lại lần nữa đắm chìm trong luyện khí trong đại dương hắn, nhất thời có một loại trở lại Thiên Vũ Đại Lục vũ vực trong, trước kia bản thân hoàn toàn đắm chìm trong huyết mạch nhất đạo, trận pháp nhất đạo, đan đạo cùng luyện khí nhất đạo giữa cảm giác. Luyện khí là một loại tu hành, tại luyện khí trong quá trình, Tần Trần nhận được không chỉ là nhất hiện thần binh lợi khí, càng là hiểu được vạn vật diễn biến cùng chuyển hóa. Thậm chí, luyện khí quá trình làm cho hắn đối tôn giả cảnh giới lý giải cũng có sâu hơn lĩnh ngộ, cảnh giới cũng nhận được củng cố. Ung ung, rất nhiều tài liệu tại Tần Trần trong tay liên tục biến hóa. Tần Trần trong tay diễn hóa chiến trùy, đường đường đường, hỏa diễm hóa thành thiên địa dung lô, trong mấy ngày này, Tần Trần liên tục chế tạo vũ khí Từng món một tôn giả bảo khí bị hắn liên tục chế tạo ra tới. Ngay từ đầu, Tần Trần vẫn chỉ là luyện chế nhân tôn bảo khí. Cũng không phải là hắn không cách nào luyện chế địa tôn bảo khí, mà là khi lấy được thần công Thiên Tôn biết sau, Tần Trần rõ ràng hiểu được, luyện khí cũng không phải là luyện chế càng cao cấp hơn càng tốt. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ, lại thêm bổ thiên chi thuật, chỉ cần đủ mạnh mẽ tài liệu, luyện chế ra địa tôn bảo khí cũng cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng mà, những thứ này cũng không phải là liền đại diện Tần Trần đã hoàn toàn hiểu rõ Nhân Tôn Bảo Khí luyện chế. Đổi chút bình thường tài liệu, đổi một loại luyện chế thuật, Tần Trần tất nhiên sẽ thất bại, thậm chí luyện chế được phế phẩm. Mà bây giờ Tần Trần làm, chính là tại không thi triển bổ thiên chi thuật dưới tình huống, lợi dụng chút bình thường nhất tôn giả tài liệu, luyện chế được Nhân Tôn Bảo Khí. Này độ khó rất lớn, cho dù Tần Trần, ngay từ đầu cũng không ngừng có sai lầm cùng thất bại. Bất quá, tại thần công thiên tôn dưới sự chỉ đạo, Tần Trần luyện chế thành công suất càng ngày càng cao ngay từ đầu, tần trần chỉ có thể luyện chế ra trụ cốt nhất nhân tôn bảo khí. dần dần, tần trần liền có thể luyện chế ra trung phẩm nhân tôn bảo khí. càng về sau, cho dù dùng cơ sở nhân tôn tài liệu, tần trần cũng có thể luyện chế được cực phẩm nhân tôn bảo khí. mãi đến điểm này sau, thần công thiên tôn mới để cho tần trần tiếp tục luyện chế địa tôn bảo khí. trước mắt, tại tàng bảo điện thời gian lưu tốc xuống, đã qua mấy năm thời gian. hôm nay tần trần đã có khả năng hạ bút thành văn luyện chế ra địa tôn bảo khí. hơn nữa là tại không thi triển bổ thiên chi thuật dưới tình huống. Điểm này, để cho thần công thiên tôn cũng là có chút kinh hãi, thán phục tần trần tại luyện khí trên tạo nghệ. Được, hôm nay ngươi, đã đối các loại cơ sở thủ pháp luyện chế đã hoàn toàn nắm giữ, triệt để dung nhập vào bản thân cảm ngộ trong. Một ngày này, thần công thiên tôn đột nhiên dừng lại tần trần luyện chế, mỉm cười nói. Điện chủ đại nhân, ta bây giờ cách luyện chế được thiên tôn bảo khí còn có một chút khoảng cách, bất quá đệ tử có thể khẳng định, không bao lâu nữa, ta thì có khả năng luyện chế được thiên tôn bảo khí. Tần Trần Tu Vi mặc dù chỉ là địa tôn cấp bậc, nhưng mà thực lực chân chính bình thường thiên tôn cũng đều không phải đối thủ của hắn mà dựa vào bổ thiên tri thuật tần trần thậm chí có thể luyện chế được trụ cột nhất thiên tôn bảo khí đây chính là thiên tôn bảo khí a bất kỳ cái gì nhất kiện thiên tôn bảo khí tại vũ trụ giữa đều giá trị phi thường nếu là có thể kiếm được ám vũ trụ trong hắc thị đi bán tuyệt đối sẽ đưa tới điên cuồng bất quá tần trần cũng không có dương dương đắc ý bổ thiên tri thuật qua quá đặc biệt dựa vào bổ thiên tri thuật luyện chế ra thiên tôn bảo khí không coi vào đâu năng lực tần trần muốn là lợi dụng bình thường thủ pháp luyện chế, lại thêm bình thường thiên tôn tài liệu luyện chế được thiên tôn bảo khí như vậy, tần trần mới sẽ thỏa mãn. chỉ là tần trần một cái địa tôn lại muốn luyện chế ra thiên tôn bảo khí, chuyển đi chắc chắn rung động vũ trụ. thần công thiên tôn mỉm cười nói ta tin tưởng ngươi không bao lâu nữa thì có khả năng luyện chế thiên tôn bảo khí. bất quá thời gian cũng không còn nhiều lắm. ta không lâu trước vừa mới nhận được một cái có ý tứ tin tức, ta cảm thấy hẳn là đem tin tức này nói cho ngươi biết. tin tức gì? tần trần nghi hoặc có tin tức gì, so với hắn luyện chế thiên tôn bảo khí còn muốn đáng giá thần công thiên tôn chú ý. chương 4263, bị ngăn trở. Là một cái có liên quan của tộc cơ ra tin tức. Thần công thiên tôn cười híp mắt nói, tần trần thẳng đứng lên, thần sắc nhất thời khẩn trương, tin tức gì. Hắn biết thần công thiên tôn tuyệt đối sẽ không không có thả rắm Không phải là như nguyệt cùng vô tuyết xảy ra vấn đề gì chứ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần trong lòng nhất thời khẩn trương, thần công thiên tôn khẽ cười nói, ta không lâu trước nhận được một tin tức, cổ giới cơ gia phóng suốt tin tức, chuẩn bị tại nhân tộc các đại thế lực trong tỷ võ chiêu thân, bất kỳ người nào tộc đỉnh cấp thế lực giữa tuổi trẻ tài cao người, cũng có thể đi cổ giới cơ gia, bọn họ là đem bọn họ cơ gia trong thế hệ trẻ một tên xuất sắc nữ tử gả cho đối phương. Vừa nói, thần công thiên tôn một bên cười như không cười nhìn Tần Trần. Lúc này Tần Trần khí sắc triệt để âm trầm xuống. Hắn trầm trọng nói, điện chủ đại nhân, cơ gia còn nói là muốn để cho ai tỷ võ chiêu thân sao cái này cơ gia ngược lại không có nói rõ bất quá cơ gia nói qua người này là hắn cơ gia trẻ tuổi giữa người nổi bật tuổi còn trẻ cũng đã đột phá tôn giả cảnh giới thiên phú phi thường dung mạo tuyệt mỹ thần công thiên tôn vừa cười vừa nói ta nghĩ tới nghĩ lui ngược lại nhớ đến một người tần trần trong lòng đã hoàn toàn trầm xuống dĩ nhiên quan hệ thông gia hắn căn bản không cần nghĩ nhất định là như nguyệt chắc chắn như nguyệt không lâu mới đột phá tôn giả cảnh giới với lại, bị cơ gia cưỡng ép theo thiên công tác mang đi, nếu như không phải như Nguyệt, còn có thể là ai? Này cơ gia thật lớn mật, Tần Trần lúc này hận không thể ngay lập tức sẽ chạy tới cơ gia, thế nhưng hắn lại không thể không giữ được tính táo, ngược lại hướng về phía thần công thiên tôn nói, thần công thiên tôn đại nhân, cơ gia thật lớn mật, cái này là hoàn toàn không đem đại nhân ngươi để vào mắt ha. Ồ, cơ gia làm sao không coi ta ra gì? Thần công thiên tôn cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, giả như cơ gia tỷ võ chiêu thân là cơ như Nguyệt, mà cơ như Nguyệt, lại là thiên công tác đệ tử cơ gia nếu như muốn cho như nguyệt tỷ võ chiêu thân há có thể không thông qua ngươi cái này thiên công tác điện chủ đây không phải là không coi ngươi ra gì vẫn là cái gì thần công thiên tôn cười mắt nhìn tần trần hắn làm sao không hiểu tần trần mục đích ha ha thần công thiên tôn đột nhiên cười lạnh một tiếng chỉ là nụ cười rất lạnh cổ giới không đem ta thiên công tác để vào mắt đã không phải là một ngày hay hai ngày sửa tình đừng nói là ta thiên công tác khác nhân tộc thế lực bọn họ cũng luôn luôn không để vào mắt bất quá ngươi yên tâm Ta nói cùng ngươi đi cơ ra, tự nhiên sẽ cùng ngươi đi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút, này cơ ra đến làm cái quỷ gì. Âm, um, tàng bảo điện liên tục phá không, nhanh chóng tiêu thất chân trời. Ước chừng ba ngày sau, thần công thiên tôn đã mang theo tần trần xuất hiện tại một mảnh hư vô trong tinh không. Trước mặt này một mảnh hư không, quanh quẩn từng cổ một khí thức đáng sợ, giống như một mảnh hoang vô thiên địa, tràn ngập hung tàn, sát lục. Lúc này, tại phiến thiên địa này trước, đã xuống lại rất nhiều cường giả những thứ này đều là đến từ nhân tộc các đại thế lực, chỉ bất quá, đều tụ tập ở ở đây, nghị luận ầm ĩ thần sắc tức giận. Đột nhiên, những người này thấy thần công thiên tôn cùng tần trần xuất hiện, từng cái ảo ảo nhìn lại, khi nhìn đến là ai sau, những người này khí sắc nhất thời kịch biến, từng cái ảo ảo lui lại. Thiên công tác thần công thiên tôn, ở đây không ít người đều hít một hơi lãnh khí, tên người, bóng cây, thần công thiên tôn tại nhân tộc hay là có rất lớn uy danh, thậm chí tại vạn tộc, đều danh tiếng chấn thiên. Chỉ là, không ngờ cơ gia chiêu tế, liền thần công thiên tôn đều tự thân xuất hiện. Ha ha, nhìn lại muốn cùng cổ tộc cơ gia quan hệ thông gia không ít người à. Thần công thiên tôn quét mắt ở đây nhiều nhân tộc cường giả, cười khẽ nói, những thứ này đều là ta nhân tộc chút thế lực cường giả, ngươi xem cái kia, là thông thiên thành, cái kia, là vô thượng cốc, đều là chút thiên tôn thế lực, bất quá nha, so với ta thiên công tác, vẫn là không kém ít. Tần trần quét mắt một vòng, quả nhiên, những thứ này cái gọi là thiên tôn thế lực cường giả, chỉ là chút bình thường thiên tôn mà thôi, cơ bản cũng chính là thiên công tác chút phó điện chủ cấp bậc, so với ma linh thiên tôn, hư không thiên tôn các loại tộc lãnh tụ cấp nhân vật vẫn là kém rất xa. Nghe được thần công thiên tôn trần chuồng nói bọn họ không bằng thiên công tác, những thứ này thiên tôn các trên mặt đều lộ ra xấu hổ và giận dữ chi sắc. Bất quá, đây cũng là tình hình thực tế, đều là thiên tôn thế lực, bọn họ so với thiên công tác tranh lệch quá xa, trong bọn họ mạnh nhất, cũng bất quá là thiên tôn mà thôi, mà thiên công tác giữa chỉ thiên tôn cường giả, cũng không dưới 10 cái các người đều là tới tham gia cơ gia tỷ võ chiêu thân tại sao đều ở chỗ này thần công thiên tôn khẽ cười nói hồi thần công thiên tôn này cổ giới người không cho chúng ta đi vào giữa một tên thiên tôn trầm giọng nói Ồ, thần công thiên tôn lộ ra vẻ hiếu kỳ không phải cổ giới cơ gia phát ra tin tức tiến hành tỷ võ chiêu thân tại sao không cho các ngươi đi vào cổ giới chuyện này những cường giả này liếc nhau cắn răng nói canh dư ở cổ giới cửa vào người nói hôm nay cổ giới cũng không phải là cơ gia làm chủ cơ gia chiêu tế về cơ gia chiêu tế, nhưng không cho tiến vào hắn cổ giới, nếu như dám cưỡng ép xông vào, chính là đắc tội bọn họ cổ giới, sở dĩ chúng ta. Có ý tứ, thần công thiên tôn cười, hít mắt nhìn về phía trước, xem ra, cơ gia tại cổ giới, qua thật không tốt a tỷ võ chiêu thân tin tức đánh ra, cư nhiên tần khách bị ngăn ở bên ngoài, thú vị, thú vị. Thần công thiên tôn vừa nói, mang theo tần trần lúc này hướng trước đó phương hư không đi tới. Ở đây rất nhiều nhân tộc cường giả, tất cả đều xuống lại qua đến, nhìn sang đi vào trong hư không, thần công thiên tôn hướng về phía tần trần cười nói, nơi này chính là cổ giới cửa vào chỗ, đi theo ta. Thần công thiên tôn mang theo tần trần trong nháy mắt vừa xài bước ra, tiến vào phía trước trong hư vô. Người nào, đột nhiên, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ngay sau đó trước mặt hai người, xuất hiện từng đạo quỷ dị hư không ba độc, hai gã tôn giả ngăn ở ở đây. Hai người này, trên thân tản ra một loại cổ quái khí tức, có chút tương tự hỗn độn chi lực. Tần trần tiểu tử, hai người này bên trong dường như có hỗn độn sinh linh khí thức hà hỗn độn thế giới giữa hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ kinh ngạc nói lúc này thần công thiên tôn hướng về phía tần trần khẽ cười nói hai vị này là cổ giới người vừa nói thần công thiên tôn một bên cất bước ra nhàn nhạt nói bản tọa thiên công tác thần công chịu cơ ra mời đến đây cổ giới tham gia cơ gia tỷ võ chiêu thân thiên công tác thần công thiên tôn này hai gã cổ giới cường giả liếc nhau trong con người có vẻ ngưng trọng, nhưng vẫn là ngăn ở phía trước nói, chúng ta gặp qua thần công thiên tôn, bất quá, xin thỉnh thần công thiên tôn mời về, cơ gia chiêu tế, là cơ gia việc, nhưng cổ giới cũng là ta cổ tộc chi địa, chúng ta nhận được tin tức, nghiêm cấm bất luận cái gì không phải ta cổ tộc thế lực người, đi vào cổ giới, xin thỉnh thần công thiên tôn lượng thứ, tốc độ thối lui. Hai người này ngăn lại nói, thấy thần công thiên tôn cũng bị ngăn trở, này bên ngoài vô số cường giả, đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, này cổ giới, thật cuồng hai người các ngươi là ở ngăn chờ ta sao? Thần công thiên tôn cười, nụ cười ấm áp, giống như một chút cũng không có không hài lòng nghĩ. chương 4264, không nể mặt mũi. Hai người này liếc nhau, giữa một người nói, không dám, chúng ta chỉ là chấp hành cấp trên mệnh lệnh mà thôi, sở dĩ, xin thỉnh thần công thiên tôn thối lui, không nên làm khó chúng ta. Không sai, tên còn lại cũng cười khẽ, thần công thiên tôn, ngài là thiên công tác điện chủ, nhân tộc đại nhân vật, chúng ta làm sao cũng không dám ngăn trở ngươi, chỉ là đây ta cổ giới hạ mệnh lệnh chúng ta tiểu nhân vật cũng chỉ có thể tay cầm cửa tin tưởng thần công thiên tôn đại nhân nên biết chúng ta những thứ này làm hạ nhân chỗ khó đường đường thiên công tác điện chủ cũng sẽ không làm khó hai chúng ta tiểu nhân vật chứ hai người này không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hướng về phía thần công thiên tôn cười khẽ nói là tiểu nhân vật vẫn như cũng ngăn ở cửa vào không có rút lui nửa điểm ý tứ bạn đang nghe chuyện trên obucaudio.com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ với lại Hai người này thần sắc tuy là coi như cung kính, chỉ là giữa hai lông mày bộc lộ ra ngoài, lại có từng tia tùy ý. Cổ giới, không cho phép vào, dưới cái nhìn của bọn họ, không có cấp trên mệnh lệnh, ai cũng không thể vào, thiên công tác tự nhiên cũng giống vậy. Nói như vậy, sẽ không một điểm dàn xếp chỗ trống. Thần công Thiên Tôn cười híp mắt nói, hòa ái dễ gần. Giữa một người cười nói, "Thần công Thiên Tôn điện chủ, người cũng biết chúng ta cổ giới quy củ, hết cách rồi, cổ giới tuy là cũng là nhân loại, nhưng mà ta cổ giới luôn luôn rất hít dính vào nhân tộc khác thế lực sự tình, sở dĩ, xin thỉnh xin các hạ về đi. Thật, nếu không phải các hạ là thiên công tác điện chủ, chúng ta cũng sẽ không nói nhiều như vậy, như những tên kia, chúng ta trực tiếp liền xua đuổi, bất quá đối với thần công thiên tôn điện chủ, chúng ta vẫn có kinh ý. Tên còn lại cũng cười nói, rất tùy ý, như là đối một cái cùng cấp bậc người đang mở miệng. Không khác, tại người khác nhìn lại, thiên công tác thần công thiên tôn rất mạnh, là nhân tộc liên minh các đại thế lực bảo khí người chế tạo, cùng các đại thế lực quan hệ cũng không tệ. Nhưng đối với cổ giới cổ tộc mà nói, ta cổ tộc tự truyền thừa, cũng không cần ngươi thiên công tác luyện chế bảo khí, có thể cùng ngươi khách khí nói lâu như vậy, đã rất nể mặt ngươi. Nhưng nói đến, vẫn là mấy chữ, không cho phép vào, nơi xa, thông thiên thành cùng khác thế lực người hít một hơi lãnh khí. Mẹ nó, này cổ giới thật là có gan, liền thần công thiên tôn cũng không bán mặt mũi, không cho đi vào, cũng thật là bá đạo. Thần công thiên tôn mặc dù chỉ là thiên tôn nhân vật, nhưng dầu gì cũng là thiên công tác điện chủ, nắm giữ nhân tộc liên minh cao cấp nhất luyện khí thế lực, đồng thời, cùng hôm nay nhân tộc cao cấp nhất lãnh tụ cấp nhân vật tiêu diêu chí tôn, quan hệ hợp ý nhau. Hiện tại cổ giới cổ tộc liền thần công thiên tôn cũng dám ngăn trở, vậy bọn họ những gia hỏa này trước bị ngăn cản, cũng không coi vào đâu mất mặt sự tình. Hết cách rồi, cổ tộc chính là như thế nghiêu bức, nói là nhân tộc thế lực, nhưng luôn luôn không bán khác nhân tộc thế lực thể diện. Ha ha, tần trần lúc trước liên tục ở bên cạnh nhìn, lúc này cũng là cười rộ lên, thần công thiên tôn đại nhân, nhìn lại mặt mũi người tại cổ giới, cũng không trả làm sao. Lời vừa nói ra, chung quanh người khác xứng sở, ào ào nhìn sang. Tiểu tử này, người nào à, dám như vậy cùng thần công thiên tôn nói, quan sát tỉ mỉ tần trần, tần trần trên thân tôn giả khí thức, để cho bọn họ đều biến sắc, trẻ tuổi như vậy, cư nhiên cũng đã là tôn giả, nhìn lại chắc là thiên công tác giữa một cái đỉnh cấp thiên tài chứ. Chẳng lẽ là thần công thiên tôn mang đến tham gia cơ gia tỷ võ chiêu thân? Nhưng này cũng quá kiêu ngạo, thân làm thiên công tác đệ tử cư nhiên dưới tình huống như vậy trực tiếp trào phúng lão đại của mình chưa từng thấy qua thứ người như vậy thần công thiên tôn lười để ý tần trần chỉ là đối hai người cười hít mắt nói nhưng nếu như ta hiện nay phải muốn vào đây này hai gã cổ giới cường giả lập tức biến sắc trầm giọng nói xin thỉnh thần công thiên tôn đại nhân không nên làm khó chúng ta nếu như các hạ phải muốn xông vào ta cổ giới biết tất nhiên không bỏ qua vậy ta ngược lại thật muốn nhìn một chút là như thế nào không bỏ qua pháp nói đi Thần Công Thiên Tôn mang theo Tần Trần, trực tiếp hướng cổ giới cửa vào đi tới. Dừng bước, âm, trên người hai người này nhất thời bộc phát ra đáng sợ tôn giả khí tức. Một cổ mang theo đặc biệt khí tức tôn giả chi lực, tràn ngập ra. Hai người thần sắc kinh sợ nhìn Thần Công Thiên Tôn, này Thần Công Thiên Tôn quá kiêu ngạo, lại hoàn toàn không cho hắn cổ giới diện một dạng. Muốn động thủ, Thần Công Thiên Tôn cười nhạt, bất quá hai cái nho nhỏ tôn giả mà thôi, ai cho ngươi lòng can đảm ngăn trở bản tọa. Tần Trần, lần này là cho ngươi đến tìm lão bà nếu hai người này ngăn trở, người tới giải quyết. Vừa nói, thần công thiên tôn đi về phía trước, dừng lại, này hai gã tôn giả thấy thế giơ tay lên chính là một mảnh quang điểm vẫy ra đi, cũng trong lúc đó, một cổ tôn giả khí thức điên cuồng mở rộng đi ra ngoài, muốn ngăn trở hai người. Người chung quanh ào ào lui lại, coi như là chút thiên tôn cũng lui lại, hai người kia mặc dù chỉ là tôn giả, nhưng dù sao cũng là cổ tộc người, không được đơn giản đắc tội. Từng đạo quang điểm giống như trong bầu trời đêm đầy sao một dạng cuồn cuộn ra, hóa thành từng vòng ba văn, là thần công thiên tôn cùng tần trần ngăn cản ở ngoài. Những thứ này ba văn tại hai gã tôn giả dưới sự thúc dục khí thế to lớn bàng bạc, thậm chí mang theo một chút hỗn độn khí thức, cũng như bầu trời lật lại một dạng oanh qua đến. Hai người này mặc dù biết rõ không phải thần công thiên tôn đối thủ, nhưng vẫn là không chút do dự xuất thủ. Thần công thiên tôn không nhúc nhích chút nào, chỉ là hai cái nho nhỏ tôn giả mà thôi, hắn cái này thiên công tác điện chủ sao lại ỉ lớn hiếp nhỏ. Chỉ là mắt nhìn một bên tần trần, tần trần trong lòng lạnh lùng, Hai cái này tôn giả thực lực không yếu, mặc dù chỉ là nhân tôn cường giả, nhưng trên thân ẩn chứa đáng sợ hỗn độn khí tức, sợ là Liều Mạng lên tới liền chút địa tôn cũng không dám khẽ anh phong. Nhưng Tần Trần như thế nào sẽ đem hai người này để vào mắt, giơ tay lên chính là mấy đạo quy tắc oanh ra ngoài. Ầm, um, trong hư không, đại đạo hiển hóa, giống như trường hà một dạng, trong nháy mắt hóa thành ngập trời đại dương bao la, trực tiếp liền đánh phía hai người. Không gian xung quanh giống như giữa sát na này cầm cố một dạng, từng đạo thực cốt quy tắc khí tức giống như như vòi rồng khuếch tán ra, ở bên cạnh quan chiến vô số cường giả, nhất thời cảm thụ được từng của một đáng sợ áp bách khí tức, không khỏi trong lòng thất kinh, đây là thiên công tác cái nào thiên tài. Dĩ nhiên có thực lực như vậy, hai gã nhân tôn cùng tần trần không gian xung quanh thì giống như triệt để bị giam cầm một giặc, rất nhiều quan điểm hỏa xa cũng hình như bị đống kết ở trên hư không, trong nháy mắt liền chầm chậm, sau đó tính lại, bên cạnh hai người hư không cũng triệt để băng diệt ra. Ken kết, hư không nổ tung, đầy trời quang điểm cũng như mất đi sinh mệnh lá rụng, chậm rãi rơi xuống. Này hai gã cổ giới tôn giả đã triệt để dại ra ở, đầy trời quang điểm rơi xuống, hai người chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ sóng xung kích cuốn tới, ầm một tiếng, cũng đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó hai người nhất tề khạc ra một ngụm máu tươi, chật vật ngã xuống tại trong hư không, trên thân tôn giả khí tức kịch liệt ba động, che ngực kinh sợ nhìn tần trần. Một chiêu, hai người bọn họ cư nhiên liền bị đánh bay, đối phương thi triển là thần thông gì. Cút sang một bên, nhà ta thần công thiên tôn đại nhân, cũng là các người có thể cản ngăn. Không có để cho các người cổ giới cổ tộc lão tổ tự thân đến đây nginh tiếp, đã là cho các người thể diện, hừ. Hừ lạnh một tiếng, tần trần lúc này đi tới thần công thiên tôn phía trước, cung kính nói, điện chủ đại nhân thỉnh. chương 4265, xông vào cổ giới. Thần công thiên tôn vật đầu, lúc này mang theo tần trần vừa bước một bước vào cổ giới, vù vù một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Đáng hận, này hai gã cổ giới tôn giả lúc này mới chật vật đứng lên, thần sắc kinh sợ vạn phần. Dưới con mắt mọi người, hắn cổ giới lại bị người mạnh mẽ xông tới, tin tức này nếu như truyền đi, cổ giới tất nhiên rất mất mặt. Lập tức đem tin tức truyền cho đại nhân bọn họ, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người này ánh mắt lóe lên, trước tiên đem tin tức truyền đi. Cư, dám xông vào cổ giới, để cho các ngươi xông vào, không ra được. Này trong lòng hai người thầm mắng, sau đó, hai người ngẩng đầu nhìn về phía những thứ kia bởi vì thần công thiên tôn xông vào cổ giới mà ngẩn người nhân tộc rất nhiều thế lực cường giả lạnh giọng nổi giận nói có cái gì tốt nhìn mau mau thối lui chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cùng ta cổ giới là địch sao nhân tộc rất nhiều thế lực cường giả trong lòng tức giận này cổ tộc gia tộc bị người đánh lại còn lớn lối như vậy bất quá dù vậy bọn họ cũng không dám học thần công thiên tôn đối những cổ tộc này người động thủ thần công thiên tôn không sợ bọn họ cũng là không có lá gan này cổ giới trong, thần công thiên tôn mang theo tần trần đi vào cổ giới, chiếu vào hai người tầm mắt, là một mảnh xanh um tươi tốt, giống như núi rừng nguyên thủy một thế giới. Từng viên thật lớn cổ mộc che trời, cũng không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trong rừng lớn, mơ hồ có kinh khủng hoang thú khí thức bao phủ, trong hư không còn quanh quần một cổ nhàn nhạt hỗn độn khí thức. Si, tần trần tiểu tử, nơi đây lại có nhàn nhạt hỗn độn khí thức, ngược lại thật thích hợp chúng ta thái sơ sinh linh các cư trú. Lúc này, hồng hoang tổ long kinh ngạc nói, tần trần cũng cảm giác được, Nơi đây, có nhàn nhạt hỗn độn khí thức, có tương tự vạn tượng thần tàng giữa hỗn độn chi địa, nhưng mà so với chỗ ấy hỗn độn chi khí cũng là suy yếu rất nhiều. Cơ ra vị trí, theo ta được biết, hẳn là ở vào cổ giới cái hướng kia. Đi vào cổ giới, thần công thiên tôn mắt nhìn nơi xa một chỗ hư không, đột nhiên cười cười, sau đó mang theo tần trần nhanh chóng rời đi. Nơi nào đó trong bóng tối, một tên vẽ bề ngoài lão giả đột nhiên tiếng cười lạnh có chút ý tứ. Còng lưng sau lưng lão giả còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên, này một lão giả tuy là nhìn như còng lưng, nhưng đứng ở nơi đó, cả người lại giống như một đầu hồng hoang dị thú một dạng, phảng phất vì thời đều có thể bộc phát ra kinh khủng sát cơ. Hai người này trước ngực trái đều vẽ một cái nho nhỏ tiêu chữ. Dễ nhận thấy, đây là cổ tộc trong tứ đại gia tộc cường đại nhất tiêu gia, cũng là hôm nay cổ tộc lãnh tụ. Tiêu gia, tại trước kia cùng mấy đại cổ tộc tranh hùng sau, cười đến cuối cùng, trở thành hôm nay cổ giới cường đại nhất một thế lực, so với mặt khác tam đại cổ tộc, tiêu gia cường đại quá nhiều, đủ để nhìn ép mặt khác tam đại tộc. Đại trưởng lão, chúng ta cứ như vậy thả thiên công tác người đi vào. Trung niên nam tử kia khí sắc u ám, thiên công tác, thật lớn uy phong, tại ta cổ giới dương oai, đại trưởng lão, sao không đưa bọn họ bắt. Chính là thiên công tác, cũng dám cùng ta tiêu ra gọi nhịp, không biết sống chết. Còng lưng lão giả lắc đầu, không có người muốn đơn giản như vậy, thiên công tác, cùng tiêu diêu trí tôn quan hệ không tệ, hiện tại nếu là cơ ra mời tỷ võ chiêu thân, chúng ta chặn lại một chút thế lực bình thường tạm được, nếu là thật muốn đối này thần công thiên tôn động thủ, sợ là sẽ phải có một chút phiền toái. Có thể có phiền toái gì, tại ta cổ giới, thiên công tác thì như thế nào? Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, thần công thiên tôn bất quá là truyền thừa viễn cổ công tượng tác chút phúc lợi, diếu võ dương oai thôi, vô số năm qua, Thủy Trung chỉ là một đỉnh phong thiên tôn mà thôi, lại có sợ gì? Cuống chi, ta nghe nói này thần công thiên tôn trước kia chỉ là công tượng tác lão tổ một tên thiêu hỏa đồng tử chứ? Còng lưng lão giả hiếp mắt nói, ngươi cho rằng cái gọi là thiêu hỏa đồng tử là dễ dàng như vậy làm có thể làm công tượng tác lão tổ thiêu hỏa đồng tử nhân vật, há lại sẽ là người bình thường, bất quá, thiên công tác xác định không đủ làm gì, nhưng cơ gia ngược lại ra một tay dương mưu, cư nhiên chuẩn bị cùng nhân tộc thế lực bên ngoài quan hệ thông gia. Đại trưởng lão, muốn ta nhìn, này cơ gia tất nhiên có khác gì tâm, bị đánh áp nhiều năm như vậy, cư nhiên còn không biết an phận, làm ra tỷ võ chiêu tế một màn này đến, đây rõ ràng là muốn liên hợp bên ngoài, cùng ta tiêu ra chống lại, theo ta thấy, trực tiếp diệt này cơ gia là được tiêu ra người đàn ông trung niên trầm giọng nói còng lưng lão giả lắc đầu cơ gia cũng không phải tốt như vậy diệt hôm nay vạn tộc tranh phong cơ gia làm sao cũng là nhân loại thế lực nếu là ta tiêu ra tùy ý diệt sẽ chiêu chọc tới trách móc huống chi cổ giới cũng không phải ta tiêu ra một nhà diệp ra khương ra tuy là tạm thời bằng vào ta tiêu ra vi tôn nhưng sợ là không khỏi suy nghĩ lật đổ ta tiêu ra đi chỉ có thể chờ đợi cùng một cái cơ hội đi thôi còng lưng lão giả nói câu là canh dư ở cổ giới cửa vào hai người cũng triệu hồi đến đây đi, đã không cần thiết. Người đàn ông trung niên hơi biến sắc, đại trưởng lão, cứ như vậy, chẳng phải là có nhiều hơn thế lực sẽ tiến vào cổ giới. Như vậy cơ ra âm mưu khả năng liền thực hiện được, không bằng lại phái sai trong tộc cao thủ, đi cửa vào, ngăn trở toàn bộ khác thế lực người. Không cần, còng lưng lão giả lắc đầu, nếu như trước cứ làm như vậy ngược lại cũng thôi, hiện tại, thiên công tác người vào đây, bên ngoài những cái kia phổ thông nhân tộc thế lực ngược lại vẫn tốt, hắn và thiên công tác nổi danh nhân tộc đỉnh cấp thế lực biết, cho dù sông, cũng sẽ sông tới, sao lại hạ xuống thiên công tắc sau. Người đàn ông trung niên sầm mặt lại, cũng là một cái không phát. Hai người nhanh chóng rời đi, cổ giới bên ngoài, hai gã thủ hộ tôn giả nhận được tin tức, không khỏi biến sắc. Trong tộc cao tầng cư nhiên để cho hai người bọn họ thối lui. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ hai người bọn họ liền bị thiên công tác mọi người lấy không khi dễ sao? Trong lòng phẫn uất, hai người cũng là không thể làm gì, bởi vì đây là đại trưởng lão mệnh lệnh, hai người chỉ có thể sắc mặt tái xanh, xoay người rời đi. Hai người này muốn đi, ở đây khác thế lực nhất thời sửng sốt. Chuyện gì, vì cái gì trước còn ngăn bọn họ cổ tộc hai gã cường giả, cư nhiên trực tiếp thối lui. Chẳng lẽ, cổ giới mở rộng ra, do so dự một chút, có thế lực người bay vút tiến lên, trực tiếp tiến vào cổ giới trong. Không người ngăn trở, trực tiếp đi vào, cổ giới thật đúng là mở ra, nhất thời, từng tên một cường giả đại hỷ, ào ào tiến vào cổ giới trong, hướng cơ ra bay vút đi ầm ầm mà ở những người này đi vào cổ giới thời điểm nơi xa nhất đạo tinh quang ngưng tụ đến minh mông tinh thần chi lực giống như đại dương bao la cuồn cuộn thiên địa trong nháy mắt hàng lâm là tinh thần cung chủ a à, hát, hát hát, tinh thần cung cũng phái người tới nhìn thấy người đến rất nhiều cường giả biến sắc tinh thần cung đỉnh cấp thiên tôn thế lực so với bọn họ những thứ này thông thiên thành cái gì cũng là cường đại hơn nhiều tới nhiều người như vậy nhìn thấy cổ giới bên ngoài nhiều nhân tộc thế lực tinh chủ mày nhân lại ha ha tinh thần cung chủ, người tới thật nhanh. ầm ầm lại là nhất đạo tiếng nổ vang lên, nơi xa chân trời, một tòa minh mông thần sơn xuất hiện, ngọn thần sơn kia hư ảnh trên, đứng nhất đạo thân ảnh đồ sộ, bộc phát ra vô tận to lớn khi tức. Là đại vũ thần sơn sơn chủ, chương 4266, một cái so một cái càng âm. T, nhất thời, vô số người biến sắc, kèm theo thiên công tác thần công thiên tôn đến sau, nhân tộc bên trong từng cái đỉnh cấp thế lực, dĩ nhiên có ảo ảo chạy tới. Những thứ này nguyên bản bởi vì mình có thể đi vào cổ giới, mà mừng rỡ không thôi nhân tộc thế lực, ào ào thở dài. Thiên công tác đến, tinh thần cung đến, đại vô thần sơn cũng tới, còn có thể có bọn họ những thứ này bình thường thiên tôn thế lực phần sao. Sợ là đem cơ gia trẻ tuổi nữ giới thiên tài đều kéo đi ra cũng không đủ đi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết cơ gia lần này đến muốn tuyển mấy cái con rể, nếu như là 7 cái 8 cái nói, chúng ta còn có chút cơ hội có thế lực cao thủ lầm bẩm bảy cái tám cái, người nghĩ quá nhiều chứ, một bên đừng thế lực cường giả không nói gì, thôi, cũng tới đến, coi như là nhìn một chút náo nhiệt chứ. Từng nhóm một cao thủ, ào ào đi vào, mà đại vũ thần Sơn cùng tinh thần cung, hai bên cũng cười nói đi vào cổ giới, đi cơ ra. Cổ giới, chân trời minh mông, nguy nga vô biên, nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực đi vào, làm cho nguyên bản có chút thâm trầm cổ giới, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Chư vị, đi vào cổ giới sau, không muốn tùy tiện động thủ, mặc dù là gặp phải cổ thú, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không muốn bởi vậy đắc tội cổ tộc, biết không? Có cường giả cảnh cáo, cổ giới, rất đặc thù, là cổ tộc đại doanh, ở đây ẩn chứa có đặc biệt hỗn độn chi lực, tại cổ giới trong, cổ tộc sức chiến đấu sẽ đến tới trình độ nhất định chấn phúc, lại thêm cổ giới coi như là cả nhân tộc tối đỉnh cấp thế lực một trong, bọn họ những thứ này tới tham gia luận võ chọn rể nhân tộc thế lực tự nhiên không muốn gây phiền toái. Bọn họ ngoan ngoãn còn tốt, cổ tộc cũng không có lý do gì ra tay với bọn họ, bằng không, sẽ gặp phải nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực trừng phạt, nhưng mà, nếu là bọn họ ở chỗ này xông cái gì họa, tỉ như chu diệt chút cổ giới cổ thú, liền không nói được, chẳng khác gì là cho cổ tộc động thủ danh tiếng. Sở dĩ, đi vào nơi đây nhiều nhân tộc thế lực, đều rất là nhỏ tâm. Hừ, những này nhân tộc thế lực, thật đúng là cẩn thận. Lúc này, tại cổ giới một nơi bí ẩn, mấy người chính lạnh lùng ngưng mắt nhìn ở đây. Mấy người này, trên thân đều mặc cổ tộc y phục, chỉ bất qua đám bọn hắn cổ áo trên, đều theo Diệp Khương mấy chữ, đúng là cổ giới mặt khác tứ đại cổ tộc một trong Diệp gia cùng Khương gia. Cổ giới cổ tộc, số lượng rất nhiều, thường cổ truyền thừa xuống, sợ là có vài chục trên trăm, nhưng mà trăm triệu năm đến, cổ tộc cũng không ngừng tiêu hao, ngã xuống rất nhiều, hôm nay cổ giới, cổ tộc số lượng lớn hẹn chỉ còn dư lại hơn 10. Trong, Tiêu, Diệp, Khương, Cơ là tứ đại cổ tộc, cường giả như mây, cho dù yếu nhất cơ gia, cũng có đỉnh phong thiên tôn cường giả, bình thường thiên tôn cũng có không dưới 5 6 tôn. Về phần khác nhỏ cổ tộc, yếu, thậm chí chỉ có địa tôn, nhân tôn, mạnh, thì so với thông thiên thành bực này bình thường thiên tôn thế lực, có như vậy một hai tôn không rất mạnh thiên tôn. Những thứ này nhỏ cổ tộc, cơ bản đều dựa vào tiêu gia, dựa vào sinh tồn. Mà Diệp gia cùng Khương gia, từ lúc viễn cổ tranh hùng thất bại, cũng cơ bản nghe theo tiêu gia hiệu lệnh, nhưng lại không phải thần phục, dựa vào cái loại này, tiêu gia, tương tự với cổ tộc minh chủ, mà Diệp gia cùng Khương gia, thì thuộc về minh hữu. Vô số năm qua, Diệp gia cùng Khương gia bị đè ép, thời gian cũng sống rất khổ, Mặc dù so sánh lại cơ gia thoải mái nhiều, nhưng cũng không gì sánh được muốn lật đổ Tiêu gia thống lĩnh. Nhưng mà, Tiêu gia quá mạnh, lại thêm hôm nay cổ tộc, cơ bản lấy Tiêu gia dẫn đầu, bọn họ cũng không dám có chút phản kháng. Nhưng lúc này đây, lại có ý tứ, cơ gia cư nhiên công nhiên tỷ võ chiêu con rể, hơn nữa còn là đối với nhân tộc trong toàn bộ đỉnh cấp thế lực, khiến Diệp gia cùng Khương gia động tâm. Cơ gia cũng không phải là đồ ngốc người, lại nhìn này cơ gia, cuối cùng muốn làm cái gì? Diệp gia cùng Khương gia cường giả liếc nhìn nhau vẽ bề ngoài nụ cười. Lãnh địa nhà họ cơ, lúc này đã là một mảnh náo nhiệt, cơ ra sớm đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, chờ đợi nhân tộc các đại thế lực đến. Cơ vô mệnh, nhân tộc các đại thế lực người, đều làm gì? Cơ ra cửa cung điện, cơ thiên diệu trầm giọng hỏi. Hồi lão tổ, đều ở đây trên đường, chúng ta trước nhận được tin tức, lúc trước tiêu ra từng điều động tôn giả canh giữ ở cổ giới cửa, không cho nhân tộc thế lực đi vào, về sau, là thiên công tác thần công thiên tôn đến, đánh lui tiêu ra hai gã tôn giả, cưỡng ép xông vào cổ giới. Về sau chẳng biết tại sao, người của tiêu gia chủ động nhường đường, nhân tộc các đại thế lực mới có thể đi vào. Một tên cơ gia lão giả cung kính nói, thần công thiên tôn, cơ thiên diệu biến sắc, hắn cũng tới. Nghĩ đến bị giam tại ngục sơn cơ như nguyệt cùng cơ vô tuyết, cơ thiên diệu không thể không trột dạ. Lão tổ, này thần công thiên tôn chỉ sợ cũng vì tỷ võ chiêu con rể tới, cái gì thiên công tác, nghe được ta cơ gia chiêu con rể, còn chưa phải là mong đợi chạy tới. Cơ Thiên Tề cười nhạo một tiếng, "Bất quá nha, Thần Công Thiên Tôn này nháo trò, ngược lại giúp ta cơ ra một chuyện." Thế nhưng Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt, nếu là bọn họ hỏi tới, Cơ Vô Mệnh cẩn thận nói, "Hừ, sợ cái gì? Liền nói Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng không tại ta cơ ra, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, Thần Công Thiên Tôn còn có thể cường hành yếu thế người hay sao?" Còn nữa nói, "Chờ ta cơ ra chiêu con rể thành công, cùng nhân tộc khác đinh cấp thế lực quan hệ thông ra, Sở Thiên công tác cũng sẽ không vì hai cái đệ tử." dám đắc tội ta cơ ra cùng mặt khác đỉnh cấp thế lực. Cơ thiên tề nhàn nhạt nói, lão tổ, thiên công tác cường giả đến, đúng lúc này, nhất đạo tiếng hô to vang lên, đến trả thật nhanh, đến, theo ta đi ra đón tiếp. Cơ thiên diệu trầm giọng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía cơ vô mệnh, truyền mệnh lệnh của ta, tại chiêu con rể kết thúc trước, ta cơ ra bất luận kẻ nào không muốn đàm luận đến cùng cơ vô tuyết, cơ như nguyệt có liên quan tin tức, người vi phạm ra pháp giải quyết. Vâng, cơ vô mệnh hành lễ, vội vàng xoay người rời đi. Ha ha ha, thần công thiên tôn đại nhân thanh danh hiển hách, uy chấn vũ trụ, chúng ta nghinh tiếp chậm trễ, mong rằng lượng thứ. Thần công thiên tôn cùng tần trần vừa tới cơ ra cửa, nhất đạo to lớn thanh âm vang lên, ngay sau đó, theo cơ ra trong, trong nháy mắt đi tới vài tên khí thế bất phàm cường giả. Đầu lĩnh một người, dầu tóc hoa dâm, trên thân cuồn cuộn thiên tôn chi khí tận trời, nồng mà không hóa, thật là muốn đem thiên khung đều cho che đậy. Đỉnh phong thiên tôn, tần trần ánh mắt ngưng lại, đúng là cơ thiên diệu, mà sau lưng cơ thiên diệu, là cơ thiên tề cơ thiên đạo cùng mấy cái thiên tôn cường giả không thể bảo là không to lớn này cơ gia phô trương thật là to lớn tần trần không khỏi gật đầu không thể không nói cơ gia thực lực có chút cường đại đầu lĩnh cơ thiên diệu nhìn qua chính là đỉnh phong thiên tôn cường giả trên thân khí tức so với lúc trước không gian cổ thú nhất tộc hư không thiên tôn đều không kém chút nào đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thiên tôn cường giả mà cơ thiên diệu phía sau cơ thiên tề tộc trưởng cũng là hậu kỳ thiên tôn khí thế cuồn cuộn như nước thủy triều không được ngăn cản như vậy một cái đỉnh cấp thế lực, cư nhiên chỉ là tại cổ giới tứ đại trong cổ tộc bài danh yếu nhất, khiến Tần Trần nghiêm nghị, này cổ tộc, xác định có ít thứ, khó trách có khả năng như vậy siêu nhiên. Ha ha ha, bản tọa mạo muội đến đây, không có quấy giày đến cơ thiên diệu lão tổ chứ. Thần công thiên tôn cười hít mắt nói, một chút cũng không có lộ ra bản thân trí tôn khí tức, ngược lại tại cơ thiên diệu phía trước, rất là ôn hòa, thậm chí tình nguyện khí thế bị áp chế. Một cái so một cái càng âm, tần trần mắt nhìn thần công thiên tôn, có chút không nói gì chương 4267, chấp hành nhiệm vụ. Ha ha ha, đâu có đâu có, thần công thiên tôn có thể tới, đây là ta cơ ra hân hạnh. Cơ thiên diệu vừa cười vừa nói, sau đó mắt nhìn tần trần, mỉm cười nói, vị này chắc là thiên công tác thanh niên tuấn kiệt đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự, không tệ, không tệ. Cơ thiên diệu cảm giác được tần trần trên thân tôn giả khí thức, không khỏi mỉm cười. Nhìn lại thiên công tác lần này xuống bản rất lớn A, người trẻ tuổi này trên thân sinh mệnh khí thức, rất là non nớt, không có cái loại này cực già nua cảm giác, rất dễ nhận thấy là một cái cực trẻ tuổi cường giả. Trẻ tuổi như vậy, cũng đã đột phá tôn giả cảnh giới, sợ là bọn họ cơ gia trong, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể so sánh. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá, thần công thiên tôn càng coi trọng, cơ thiên diệu lại càng vui vẻ, tối thiểu, điều này đại biểu hắn cơ gia chiêu con rể tại nhân tộc các đại thế lực trong, vẫn còn có chút mê hoặc. Đến, hai vị mời vào trong. Cơ thiên diệu cũng không có hỏi tần trần tính danh, dù sao thiên tài như vậy tuy nhiên bất phàm, nhưng ở cơ thiên diệu này ông tổ nhà họ cơ trong mắt, cũng chỉ có thể tính vãn bối. Thần công thiên tôn cười tùm tìm tiến vào cơ gia tộc địa trong. Cơ gia tộc địa, cực kỳ hùng vĩ bao la, đi vào trong, có nhàn nhạt hỗn độn chi khí oanh nhiếu. Tần trần tiểu tử, nơi này tuyệt đối có hỗn độn dị bảo, loại khí thức này, này cái gọi là trong cơ thể nhà họ cơ, hẳn là có chảy một cái viễn cổ đỉnh cấp hỗn độn sinh linh huyết mạch. Hồng hoang tổ long nói hắn là thái sơ sinh linh đối hỗn độn sinh linh khí thức tự nhiên quen thuộc lúc này tần trần hai người đã bị đưa vào cơ gia tiếp khách đại điện tần trần đi theo thần công thiên tôn cùng nhau đi vào đại điện sau mới phát hiện đại điện này vô cùng to lớn chính giữa thậm chí còn có một mảng lớn đất trống lúc này trong đại điện còn có chút không đáng chỉ có người nhà họ cơ tại thần công thiên tôn điện chủ đến mời tới bên này trong đại điện trên dưới có một hàng chỗ ngồi những thứ này chỗ ngồi phía sau còn có một chút chỗ ngồi dễ nhận thấy này trên dưới phía trước một hàng chỗ ngồi ngồi cũng đều là có thân phận người ngồi phía sau chắc là thân phận hơi thấp một vài người hoặc giả nói là người hầu căn bản không cần nói thần công thiên tôn cùng tần trần trực tiếp liền bị mang tới những vị trí này tại trước mặt chút chỗ ngồi nếu như thiên công tác cũng không thể ngồi ở đây phía trước nhân tộc trong thế lực cũng không có bao nhiêu người có khả năng ngồi vào này tại trước mặt cơ thiên diệu thân làm ông tổ nhà họ cơ lúc này cùng thần công thiên tôn nói chuyện phiếm lên hai người tùy tiện giao lưu vài câu không có dinh dưỡng nói Tần Trần ở một bên nhất thời nhẫn nại không được, liền mở miệng nói cơ thiên diệu lão tổ, không biết các ngươi cơ gia lần này muốn tuyển chọn con rể cuối cùng là vị nào, chẳng biết lúc nào chúng ta có thể gặp được. Tần Trần trong lòng nôn nóng không thôi, hắn hiện tại đã cho rằng cơ gia chuẩn bị lấy ra chiêu con rể là cơ như nguyệt, tự nhiên không có quá hỏa nhã sắc. Nghe được Tần Trần nói, cơ thiên diệu nhất thời nhướng mày, một bên cơ thiên tề mấy người cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Bọn họ thưởng thức Tần Trần về thưởng thức Tần Trần, nhưng cho dù Tần Trần trẻ tuổi như vậy cũng đã là tôn giả, tại cơ thiên tề trong mắt bọn họ, đó cũng là thần công thiên tôn đổ đệ một loại, chỉ có thể coi là vãn bối. Trưởng bối nói, nào có vãn bối nói phần, thấy cơ thiên diệu mặt lộ không vui, thần công thiên tôn nhất thời cười híp mắt nói, thiên diệu lão tổ xin lỗi, ta đây là ta thiên công tác đệ tử, tên gọi tần trần, nghe nói cơ ra muốn tỉ võ chiêu thân, người tuổi trẻ nha, dễ nhận thấy gấp gáp điểm. Tần trần, lời vừa nói ra, ở đây cơ thiên diệu, cơ thiên tề đám người nhất thời biến sắc, con người chỗ sâu có một tí vẻ mặt hiện lên, Bọn họ mặc dù chưa hề tỉ mỉ nghe qua cơ vô tuyết theo như lời như Nguyệt Trượng Phu, nhưng mà, cũng lớn thể biết, cơ như Nguyệt Trượng Phu là một cái tần trần thiên công tác thánh tử. Chẳng lẽ chính là tên tiểu tử trước mắt này, cơ thiên diệu cùng cơ thiên tề bụng giả cực sâu, tuy là kinh hãi, nhưng chỉ một lát sau, cũng đã khôi phục chấn định, nhưng mà hai người biểu tình, làm sao có thể lừa gạt đến tần trần. Không thích hợp, tần trần trong lòng trong nháy mắt cả kinh, chẳng lẽ cơ gia tỷ võ chiêu thân thực sự là như Nguyệt. Với lại, đối phương còn biết mình cùng như Nguyệt quan hệ, bằng không giải thích như thế nào trước đối phương đôi mắt chỗ sâu vẻ kinh ngạc. Thiên diệu lão tổ, không biết hôm nay các người cơ ra muốn tỉ võ chiêu thân cuối cùng là vị nào. Bản tòa cũng là rất là tò mò, thiên diệu lão tổ sao không mang ra gặp một lần. Thần công thiên tôn dường như cái gì đều không còn phát giác, y nguyên cười híp mắt nói. Ha ha, vậy dĩ nhiên là hẳn là, cơ thiên diệu cười cười, mắt nhìn cơ thiên tề, thiên tề, đem tâm giật gọi ra. Vâng, cơ thiên tề gật đầu, xoay người rời đi, tâm giật, tần trần ngẩn ra, Hồ nghi mắt nhìn Cơ Thiên Diệu, chẳng lẽ tỷ võ chiêu thân không phải như Nguyệt? Chính suy tư về Cơ gia bên trong, Cơ Thiên Tề đã mang theo một cái có chút kinh diễm nữ tử đi tới. Cô gái này dáng người thướt tha, khí chất bất phàm, miệng như chu đan, chỉ như hành căn, trên thân tỏa ra nhàn nhạt hỗn độn khí tức có một loại đặc biệt hồng hoang phong tình. Vị này chính là tiểu nữ Cơ Tâm Giật, cũng là ta Cơ gia như vậy muốn tỷ võ chiêu thân người. Cơ Thiên Tề mỉm cười nói, Cơ Tâm Giật gặp qua Thần Công Thiên Tôn đại nhân. Cơ tâm giật lúc này tiến lên, hướng về phía thần công thiên tôn thi lễ một cái. Không phải như Nguyệt, tần trần kinh ngạc, hắn vẫn cho là cơ gia tỷ võ chiêu thân là như Nguyệt, vẫn đối với cơ gia có một loại nhàn nhạt định ý, thật không nghĩ đến, cơ gia muốn chiêu con rể dĩ nhiên không phải như Nguyệt. Chẳng lẽ là mình lầm, trước qua quá thần kinh không ổn định, tần trần nhất thời giờ khóc giờ cười, hắn ngẩng đầu, cùng này cơ tâm giật mắt đối mắt cùng một chỗ, lại phát hiện này cơ tâm giật cũng đang nhìn mình, chỉ là, đối phương nhìn như đang quan sát, khóe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt yên lặng nhưng mà đôi mắt chỗ sâu trong lúc mơ hồ cũng là có một chút hiếu kỳ một chút xem thường tuy là cơ tâm giật ngụy trang cực tốt nhưng mà làm sao có thể giấu giếm được tần trần hả ánh mắt này tần trần trong lòng hồ nghi người này nhận biết mình sao làm sao vừa đến đến liền lộ ra cái loại này biểu tình kết hợp với trước cơ thiên diệu mấy người kinh hãi thần sắc tần trần trong lòng nhất thời dùng mình này cơ ra có khả năng cực cao nhận biết mình với lại tuyệt đối có chuyện gì gạt chính mình thế nhưng Cơ gia có thể có chuyện gì gạt bản thân? Tần trần trong lòng dùng mình lười nhác cùng đối phương lá mặt lá trái. Lúc này chắp tay nói: Cơ Thiên Diệu lão tổ, Cơ Thiên Tề gia chủ vãn bối nghe nói ta Thiên Công tác Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết là ngươi Cơ gia đệ tử. Hôm nay Thần Công Thiên Tôn đại nhân đến đến, làm sao không thấy Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết xuất hiện? Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Tề liếc nhau, nhất thời cười nói: Nguyên lai người biết Vô Tuyết cùng Như Nguyệt, Vô Tuyết cùng Như Nguyệt thật là ta Cơ gia đệ tử. Trước đó không lâu mới vừa trở lại ta Cơ gia, chỉ tiếc không khéo là hai người bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, hôm nay không ở phủ đệ, bằng không, chúng ta há lại sẽ không cho bọn họ ra nghinh tiếp hai vị. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, tần trần nhướng mày, chắp tay nói, xin thỉnh cơ thiên diệu lão tổ đưa bọn họ triệu hồi tới nhìn thấy, thật không dám đấu giếm, cơ như nguyệt là là thê tử, cơ vô tuyết cũng là bằng hữu ta, lần này vãn bối đến đây, chính là vì như nguyệt cùng vô tuyết mà tới. Trường 4268, ám sông cơ tộc. Cơ như nguyệt là ngươi trưởng phu, cơ thiên tề cao mày, nhàn nhạt nói ta làm sao không nghe nói ta cơ gia cơ như nguyệt có người cái này trường phu vãn bối cùng như nguyệt cũng không phải là quen biết tại cơ gia cơ gia chủ chưa từng nghe qua cũng là bình thường tần trần nhàn nhạt nói cơ thiên tề gật đầu nói thì ra là thế bất quá lần này thứ cho như nguyệt cùng vô tuyết không cách nào qua đến bởi vì như nguyệt cùng vô tuyết cũng không phải là tại ta cổ giới trong làm nhiệm vụ mà là rời khỏi cổ giới đi địa phương khác không ở cổ giới không biết ở nơi nào tần trần nghi ngờ trong lòng càng sâu bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao trùng hợp như vậy, như Nguyệt cùng vô tuyết đều không tại. Này thứ cho ta không có thể báo cho, chuyện này, chính là ta cơ ra bí ẩn, sở dĩ mong rằng lượng thứ. Cơ thiên tề nhàn nhạt nói, nói như vậy, thần công thiên tôn điện chủ lần này đến đây, cũng không phải là vì ta cơ ra tỷ võ chiêu thân. Cơ thiên diệu cũng cười nhạt nhìn về phía thần công thiên tôn. Thần công thiên tôn mỉm cười nói, thật cũng không tính, cơ gia tỷ võ chiêu thân, chính là đại sự, bản tỏa đến đây, thật là tới chúc mừng. Ha ha, dễ nói, cơ thiên diệu hiếp mắt, lão tổ, đúng lúc này, có cơ gia đệ tử đến đây, nhân tộc thế lực cường giả khác đều đến, đang ở ngoài cửa. Cơ thiên diệu lúc này chắp tay, thần công thiên tôn điện chủ, thứ cho lão phu xin được cáo lui trước, có gì cần, xin cứ việc phân phó ta cơ gia đệ tử, ta cơ gia, tất nhiên sẽ chiêu đãi tốt các hạ. Thiên tề, tâm giật, theo ta đi nghinh tiếp khác chư vị bằng hữu. Vâng, lúc này, Cơ thiên diệu sau khi cáo tử, mang theo cơ thiên tể đám người, ào ào rời khỏi cơ gia đại Điện, đi cơ gia cửa nghinh tiếp. Thần công thiên tôn đại nhân, này cơ gia không thích hợp. Đợi bọn chúng vừa ly khai, tần trần lúc này trầm giọng nói, như nguyệt cùng vô tuyết chính là cơ gia thiên kiêu, cũng đều là tôn giả, có nhiệm vụ gì, cần hai người bọn họ cùng đi hoàn thành. Với lại, hai người vừa lúc còn không tại cơ gia trong. Tần trần sắc mặt khó coi, mặc dù không biết vô tuyết cùng như nguyệt phát sinh cái gì, nhưng mà, khác luôn cảm thấy có cái gì không đúng, đây là hắn trực giác, hắn không gì sánh được tin tưởng vững chắc. Ha ha, ta cũng rất muốn biết, này cơ gia làm cuối cùng là cái quỷ gì? Thần công thiên tôn ít mắt nói, điện chủ, ở tại chỗ này, này cơ gia cũng sẽ không nói thật, không như đệ tử muốn làm biện pháp tìm hiểu một phen. Vừa nói, tần trần đứng lên, liền muốn rời khỏi nơi đây. Hắn trong lòng bất an, chuẩn bị cưỡng ép tìm hiểu. Đây chính là cơ gia tộc địa, nhất định nguy hiểm trọng trọng, người không sợ hãm ở bên trong. Thần công thiên tôn mỉm cười nói không ngại, đệ tử có biện pháp, đi đi, không có việc gì, nếu như xảy ra chuyện gì, bản tọa thay ngươi ném. Thần công thiên tôn vừa cười vừa nói, tần trần gật đầu, đứng lên, hướng cơ gia tộc địa chỗ sâu đi tới. Các hạ, người đây là muốn đi chỗ nào? Tần trần vừa ly khai mảnh đất trống này chỗ đại điện, lập tức liền có hai gã cơ gia đệ tử đi tới, bên trong là ta cơ gia tộc địa, xin thỉnh bằng hữu không nên tùy ý đi vào. Há, ta chỉ là đối cổ giới cổ tộc có chút ngạc nhiên, sở dĩ mạo muội đi vào. Tần Trần cười nói, ta lần này trở về, gì? Đột nhiên, Tần Trần kinh hãi mắt nhìn cơ gia tộc địa chỗ sâu. Hai tên đệ tử kia ngẩn ra, vội vàng quay đầu, nhưng sau một khắc, phù vù, vù, một cổ cường đại linh hồn khí tức, trong nháy mắt dũng mãnh vào hai người đầu óc. Này hai gã thủ hộ ở chỗ này cũng là tôn giả, nhưng mà tại đây một cổ linh hồn khí tức phía dưới, chỉ cảm thấy trước mặt một ngất, đầu hỗn loạn. Chờ phục hồi tinh thần lại, Tần Trần đã biến mất. Hả, tiểu tử kia đâu, không biết a, mới vừa rồi còn ở chỗ này đây chẳng lẽ là quay về, này hai gã tôn giả hơi nghi hoặc một chút, sờ sờ đầu, một đầu hiểu lầm. Tiểu tử này, thủ đoạn thật đúng là quả đoán, có chút bản tỏa phong phạm. Nơi xa, thần công thiên tôn cũng là cười tủm tìm cảm nhận đây hết thảy, sau đó vỗ bàn một cái, người đâu, còn không cho ta châm trà. Cơ gia tộc địa chỗ sâu, tần trần nhanh chóng đi vào trong, tần trần tiểu tử, nơi này chính là địa phương tốt ra. Đi vào cơ gia tộc địa bên trong, hồng hoang tổ long cảm giác bốn phía, đôi mắt tỏa sáng. Tại đây tộc địa phía sau, hẳn là ẩn núp thứ tốt gì, a à, cô hát hát, hát có khí thức này, chắc là không kém gì chúng ta hỗn độn sinh linh a. Hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ hưng phấn, đến bọn họ tình trạng này, muốn khôi phục, độ khó tự nhiên không nhỏ, bất quá có tạo vật chi lực, thu nhận không gian của thú nhất tộc thiên tôn lực lượng sau, hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ đều đã khôi phục rất nhiều. Tần trần tiểu tử, đi, nhanh đi này cơ ra tộc địa phía sau. Hồng hoang tổ long kích động nói, chúng ta trước chuyến này đến, là tới tìm như nguyệt cùng vô tuyết đừng hồ đồ tần trần khẽ quát một tiếng hướng cơ gia tộc địa chỗ sâu lao đi bốn phía từng đạo hỗn độn khí thức bao phủ những khí thức này cấu thành một mảnh bí ẩn đại trận hóa thành minh mông chu thiên trận bao phủ nơi đây đồng thời tộc địa trong không ít cường giả tuần tra cùng dục dịch hôm nay là cơ gia mặt trời một dạng tự nhiên cần cẩn thận tỉ mỉ phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn có này hỗn độn chu thiên chi trận còn có xâm nghiêm như thế phòng vệ người bình thường căn bản là không có cách xông vào nơi đây mặc dù là đỉnh phong thiên tôn cũng giống vậy cực dễ dàng bị phát hiện nhưng mà tần trần bất đồng hắn thu nhận hỗn độn bản nguyên bản thân chính là tu luyện hỗn độn chi lực cường giả lại thêm có hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ hai đại thái sơ sinh linh trong hỗn độn sinh ra cường giả còn con này hỗn độn chu thiên đại trận tự nhiên không cách nào làm khó hắn tần trần cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát vô số cường giả dĩ nhiên đi tới cơ gia tộc địa chỗ sâu bạch không gian lóe lên Tần Trần tại cơ gia tộc địa chỗ sâu một chỗ không gian bí mật lên, đồng thời, hắn giữa chan mày, nhất đạo vô hình tạo vật chi lực ngưng tụ, vù vù, nhất thời, tạo vật chi nhãn, trong nháy mắt mở ra. Cơ gia tộc địa, không gì sánh được thâm thúy, lại đông đảo cường giả. Tần Trần ở chỗ này cuộc sống còn chưa quen thuộc, tự nhiên không có khả năng tùy ý tìm lung tung, nếu như bình thường, Tần Trần chỉ có thể mạo hiểm bắt người nhà họ cơ tới khảo vấn, bất qua cứ như vậy, rất dễ dàng bại lộ. Mà hôm nay, Tần Trần có tạo vật chi nhãn, cũng là có thể thông qua tạo vật chi nhãn nhìn ra chút đầu mối. Vù vù, tạo vật chi nhãn mở ra, tần trần trong nháy mắt nhìn về phía cơ gia tộc địa trong. Trên bầu trời, từng đạo quy tắc đại đạo dũng động, cơ gia cường giả quá nhiều, tạo vật chi nhãn vừa mở, tần trần ngay lập tức sẽ thấy, cơ gia tộc địa trong ẩn núp mấy đạo cường đại đại đạo khí thức, đây là thiên tôn cấp bậc cường giả. Tần trần âm thầm ghi nhớ, ít nhất, này mấy nơi không thể tùy tiện xông vào. Sau đó, tần trần vừa nhìn về phía địa phương khác, làm hắn nhìn về phía cơ gia tộc địa cửa vào thời điểm, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Liền thấy cơ gia tộc địa cửa vào chỗ, từng đạo đáng sợ đại đạo chi lực tận trời, số lượng này quá nhiều, chi chít, chất đống nhét chung một chỗ, giống như đại dương, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Đây là tới bao nhiêu thiên tôn cường giả? Tần Trần trong nháy mắt hiểu được, những thứ này thiên tôn đại đạo, cực có khả năng lần này đến đây tham gia cơ gia tỷ võ chiêu thân nhân tộc các đại thế lực cường giả, chỉ là này đến cường giả số lượng cũng quá nhiều chút chương 4269, âm hỏa chi lực. Tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, tần trần đồng dạng không có phát hiện cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt đại đạo. Tiếp đó, tần trần liên tục thăm dò, nhìn về phía cơ ra phía sau. Đó là cái gì? Tần trần mở to hai mắt, liền thấy cơ ra phía sau, có một cổ cực âm trầm khí tức. Đây tựa hồ là từng đạo hỏa diễm, nhưng mà hỏa diễm này, tản ra hơi thở lạnh như băng, tối tăm không gì sánh được. Tần Trần chỉ là dùng tạo vật chi nhãn ngưng mắt nhìn đi qua, liền cảm giác được trong đầu linh hồn, phảng phất đụng phải một cổ mạnh mẽ sợ hãi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như rớt vào hầm băng, đây là cái gì khí tức, linh hồn chi lực, vẫn là một loại âm thuộc tính hỏa diễm, tần trần kinh hãi, hắn vẫn là thứ nhất này dùng tạo vật chi nhãn thấy không phải đại đạo quy tắc đồ đạc. Vật này, che đẩy toàn bộ cơ ra phía sau, giống như một phiến ma vân, bao phủ toàn bộ, đồng thời, như ẩn như hiện, thế cho nên tần trần ngay từ đầu đều không còn có thể ở ý, cần trợn to tạo vật chi nhãn mới có thể thấy được một chút manh mối không đúng này dường như âm lãnh hỏa diễm khí thức trong dường như còn có đồ đặc khác tần trần toàn lực thôi động tạo vật chi lực diễn hóa tạo vật chi nhãn đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại quả nhiên tầng kia giống như ma vân một dạng tạo vật chi nhãn trong có từng đạo thải sắc phần sáng này thải sắc phần sáng giống như một chuôi chuôi lợi kiếm nếu như cùng từng đạo kiếm linh ngũ quang thập sắc như ẩn như hiện tựa hồ là một chủng sinh linh bị này vô tận khí tức âm lãnh bao vây trong phong ấn. Đồng thời, trong lúc mơ hồ, Tần Trần dường như còn chứng kiến có đại đạo quy tắc chi lực hiện ra. Bất quá này đại đạo quy tắc chi lực so với này âm hỏa khí tức còn có thất thải linh vũ lại yếu đuối quá nhiều, thế cho nên đại đạo chi lực như ẩn như hiện, hoàn toàn bị che đậy, căn bản nhận không rõ. Chẳng lẽ cơ ra tại đây phía sau ẩn giấu có cái gì cường giả tuyệt thế? Hay hoặc là cái gì đặc biệt bảo vật? Tần Trần cao mày, này một cổ khí tức cực đáng sợ, xa xa ngự trì tại trên thiên tôn, tuy là cực không rõ ràng, nhưng vẫn là bị Tần Trần dò xét đi ra chút, có chút cẩn thận. Tần Trần quay đầu, tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà dù cho Tần Trần như thế nào tìm hiểu, Thủy Trung chưa từng tìm được cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt tung tích. Vù vù, tạo vật chi nhãn tiêu hao rất lớn, Tần Trần mãi đến suy nghĩ có chút choáng váng, mới thu hồi tạo vật chi nhãn. Vô tuyết cùng như nguyệt, thật chẳng lẽ không ở cơ ra. Hắn đã biết toàn lực tìm kiếm, nhưng mà, vẫn chưa thấy có cùng như nguyệt cùng vô tuyết tiếp cận đại đạo chi lực, bởi vậy chỉ có thể thở dài, như Nguyệt cùng vô tuyết, có khả năng thật đúng là không ở nơi này cơ ra. Bất quá, mặc dù hai người không ở cơ ra, này trong cũng nhất định có vấn đề. Đi về trước đi, bá, thân hình thoát một cái, tần trần lúc này chạy trở về. Lúc này, cơ ra trong đại điện, đã là một mảnh náo nhiệt. Rất nhiều thế lực người, ảo ảo đến. Hàng trước nhất, dĩ nhiên là tinh thần cung, thiên công tác, đại vũ thần sơn, hư thần điện, côn bằng cốc đám nhân tộc đỉnh cấp thế lực, xếp sau, lại là thông thiên thành nhóm thế lực. Các đại thế lực, chia làm ba bảy loại, đều là thiên tôn thế lực, thật cũng kém khoảng cách cự lớn. Mà thiên công tác thần công thiên tôn, không thể nghi ngờ là nhiều nhất trong thế lực được hoan nghênh nhất một cái. Rất nhiều thế lực người, ào ào tiến lên cùng thần công thiên tôn giao lưu, thái độ cung kính. Không khác, đơn giản là thiên công tác trông coi nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực bảo khí cung ứng. Hừ, nhưng mà một bên tinh thần cung nhóm thế lực nhìn, cũng là có chút khó chịu, đều là nhân tộc đỉnh cấp thiên tôn thế lực, ai muốn tình nguyện người sau. Thế nào, tinh thần cung chủ không quen nhìn thiên công tác. Một bên, đại vũ thần Sơn, Sơn Sơn chủ mỉm cười nói. Chẳng lẽ các hạ thấy quen đối phương, tinh thần cung chủ cười nhạo một tiếng, luận thân phận, này thần công thiên tôn trước kia nhưng mà công tượng tác lão tổ một cái thiêu hỏa đồng tử mà thôi, chỉ bất qua kế thừa công tượng tác tài sản, mới có thể trở thành thiên công tác điện chủ, đồng thời trở thành thiên tôn, luận chân chính thiên phú thực lực, người này như thế nào có thể so với chúng ta. Cái này cũng thôi, này thiên công tác, ỷ vào trước kia công tượng tác xúc tích, vẫn thẳng đến chúng ta tinh thần cung đè ở phía dưới, cũng không suy nghĩ một chút, nếu như lão phu trước kia có thể được lớn như vậy truyền thừa, đã sớm đột phá trí tôn, làm sao giống như này thần công thiên tôn, nhiều năm như vậy liên tục cắm ở thiên tôn cảnh giới, chậm chạp không cách nào đột phá. Luận theo nhân tộc nhận được bảo vật, này thiên công tác sợ là so với chúng ta càng nhiều đi. Tinh thần cung chủ cười nhạt, đều là đỉnh cấp thiên tôn thế lực, thiên công tác chiếm nhiều như vậy tài nguyên, tự nhiên sẽ dẫn đến khác thế lực không phục, tỉ như tinh thần cung, tỉ như đại vũ thần sơn những thứ này đều có nhìn có thể trở thành là nhân tộc trí tôn cấp bậc đỉnh cấp thế lực, tự nhiên hai bên đấu khí. Ha ha, kia có biện pháp gì, hôm nay này thần công thiên tôn, còn nịnh hót tiêu diêu trí tôn, thế nhưng rất uy phong đây. Đại vũ thần Sơn, Sơn Sơn chủ cười cười, nhưng mà mắt lại bộc lộ ra ngoài xem thường, này liền gọi là người có mệnh. Hai người trong bóng tối trò chuyện với nhau, ánh mắt rất là băng lãnh. Bất quá, lần này, hai người là vì cùng cơ ra quan hệ thông ra tới, ngược lại không nói thêm gì, nhưng mà nhìn thần công thiên tôn chỉ là một người, trong lòng hơi hơi nghi hoặc. Lần này mọi người đến đây, đều là tỷ võ chiêu thân, làm sao thần công thiên tôn chỉ là một người. Lúc này, cơ gia bên này, cơ thiên diệu cùng cơ thiên tề nhìn càng ngày càng nhiều thế lực đến, nhưng mà mãi đến sau cùng, cũng không có cấp trí tôn thế lực xuất hiện sau, không khỏi ánh mắt hơi hơi buồn bã. Lão Tổ, hiện nay chúng ta nhận được tin tức sở hữu nhân tộc thế lực đều đã đến. Một tên cơ gia đệ tử đi tới cung kính nói, cơ thiên diệu phất tay một cái, để cho đối phương tiếp nữa sau, khí sắc lại có chút khó coi. Hắn vốn tưởng rằng, cơ gia tỷ võ chiêu thân, dựa theo cơ gia danh tiếng, lại thêm cổ giới cổ tộc mê hoặc, nói không chừng sẽ tới một hai cấp trí tôn thế lực, bởi vì tại cổ giới, chỉ có cấp trí tôn thế lực mới có thể cùng tiêu gia đối kháng. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên một cái trí tôn thế lực cũng không có, khiến vốn đang ôm huyễn tưởng cơ thiên diệu không khỏi lắc đầu. Thế lực trong ngăn cách quá lớn, các đại thế lực đều có bình xét cấp bậc, tỉ như tinh thần cung cùng đỉnh phong thiên tôn thế lực, thì không thể cùng thông thiên thành cùng bình thường thiên tôn thế lực địa vị ngang nhau. Lại tỷ như, đều là tôn giả thế lực, thiên công tác thần công thiên tôn liền dám giáo huấn cổ giới cửa vào thủ hộ tôn giả, nhưng thông thiên thành cùng thiên tôn thế lực gặp phải tình huống như vậy cũng không dám động đậy mảy may. Nhìn bề ngoài đều giống nhau, thực ra, tranh lệch rất lớn. Lúc đầu cơ thiên diệu cho rằng dựa vào bản thân cơ ra bản thân đỉnh cấp thiên tôn thế lực thực lực, lại thêm cổ giới cổ tộc thân phận, nói không chừng có thể đưa tới một hai nhà trí tôn thế lực nếu là có thể cùng trí tồn thế lực quan hệ thông gia như vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng tiêu gia nhằm vào. Nhưng ai có thể tưởng từng, cơ thiên tề lắc đầu, thở dài nói, lão tổ, hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có thể là theo thiên công tác, tinh thần cung, đại vũ thần sơn nhóm thế lực trong chọn một đồng bạn hợp tác. Cơ thiên diệu cũng gật đầu, chỉ có thể như vậy, chỉ bất quá, cơ như nguyệt đã bị chúng ta chọn lựa hiến cho tiêu gia, này thiên công tác sợ là. chương 4270, chọn rể bắt đầu cũng không nhất định phải muốn thiên công tác không được, có thể thiên công tác tốt nhất, nếu không phải thiên công tác ngược lại cũng không ngại, tinh thần cung nhóm thế lực cũng không tệ. Bất quá, ta ngược lại cảm thấy, này tần trần mặc dù là cơ như nguyệt trưởng phu, nhưng mà, nghe nói này cơ như nguyệt nhưng mà từ dưới cùng vị diện phi thăng, này tần trần có thể là cơ như nguyệt tại hạ vị diện lúc nhận thức trưởng phu, lại có thể có bao nhiêu cảm tình. Cơ thiên tề cười nói, nói không chừng lần này tỷ võ chiêu thân, hắn thì nhìn chúng tâm giật cũng không nhất định. Hy vọng đi, cơ thiên diệu gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến bọn họ cái này cấp bậc, nữ nhân, bạn đời vậy vẫn là giống như y phục một dạng, căn bản không để ở trong lòng. Chỉ có thực lực, mới là bọn họ duy nhất truy cầu. Hai người trò chuyện với nhau, cũng đều nhìn về phía thần công thiên tôn chỗ, nhìn thần công thiên tôn các đại thế lực người đến người đi, không thể không vì thiên công tác nhân mà cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, cũng vì bản thân quyết định đem cơ như nguyệt hiến cho tiêu gia, có chút lo lắng không yên. Chuyện này sẽ không có chuyện gì chứ di tần trần làm sao nửa ngày đều không thấy bóng dáng cơ thiên diệu đột nhiên cau mày nói tiếng cơ thiên tề nghi ngờ nói từ lúc chúng ta sau khi đi vào tần trần liền liên tục không ở thủ hạ đi hỏi thăm một chút cơ thiên tề giơ tay lên nhất thời là một tên canh gác hiện trường đệ tử gọi tới hỏi thăm nói vừa nói cơ thiên tề khí sắc nhất thời khó xem nổi giận mắng người không thấy lâu như vậy còn không cho ta đi tìm một đám phế vật cơ thiên diệu cau mày nói làm sao lão tổ Người thủ hạ nói, tần trần từ lúc chúng ta sau khi rời khỏi, liền rời đi, với lại tính toán hướng ta cơ ra hậu viện đi, bị ngăn lại sau, tộc nhân nói tiểu tử kia không để ý cũng không thấy. Cơ thiên tề trên trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Cơ thiên diệu sắc mặt khó coi nói, không thấy. Một cái thật tốt người sống sờ sờ tại sao sẽ đột nhiên không thấy. Sẽ không phải là xông đến chúng ta cơ ra hậu viện đi đi. Không thể nào đâu, ta cơ ra trong phủ, khắp nơi đều thấy cổ tộc đại trận, tiểu tử kia mặc dù xông vào, sợ cũng sẽ bị trước tiên phát hiện, sớm có sẽ có tộc nhân đến đây bẩm báo. Không được, lập tức hạ lệnh, để cho tộc nhân tỉ mỉ tìm hiểu. Cơ thiên diệu lạnh lùng lời nói, thật sự là hắn có chút trột dạ, bởi vì, cơ như nguyệt cùng cơ vô tuyết, liền bị giam giữ ở tại bọn hắn cơ ra phía sau ngục sơn trong. Hạ lệnh sau, cơ thiên diệu cùng cơ thiên tề lúc này đi tới thần công thiên tôn phía trước, cười nói, thần công thiên tôn điện chủ, ta cơ ra tỉ võ chiêu thân lập tức liền muốn bắt đầu, không biết quý điện vị kia tần trần thiếu hiệp, đi nơi nào tại sao nửa ngày không thấy bóng dáng? Tần Trần, lời vừa nói ra, một bên, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ nhất thời ánh mắt ngưng lại, nổ bắn ra tới hàn mang. Này thiên công tác mang đến chọn rể người, dĩ nhiên là Tần Trần. Hai người liếc nhau, ánh mắt trong đều nổ bắn ra tới hàn mang. Tần Trần danh tự này, bọn họ là không thể quen thuộc hơn được, lúc trước nhân tộc thiên giới thông thiên kiếm các cấm địa mở ra, bọn họ từng điều động bộ hạ tôn giả đi vào, kết quả, bộ hạ tôn giả tất cả đều mất tích, chỉ có tần trần, sống theo thông thiên kiếm các trong cấm địa đi ra. Đây chỉ là trên mặt nổi, sau lưng, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ nhất đạo phân thân, cũng yên diệt tại thông thiên kiếm các trong cấm địa. Về sau, tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn cũng là điều động tôn giả đi đông thiên giới quảng hàn phủ tìm kiếm tần trần. Kết quả, bọn họ hai thế lực lớn phái đi ra ngoài hai đại tôn giả, cũng là mất tích, không thấy tung tích. Đối với tần trần tình báo, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ cũng là so ở đây bất luận cái gì một tên thiên tôn đều phải giải khai tiểu tử này dĩ nhiên cũng tới. Hai người trong ánh mắt, đều là nổ bắn ra sắc bén, thật đúng là oan ra ngõ hẹp. Thần công thiên tôn cười nói, ha ha, ta thiên công tác tần trần, hẳn là nhưng mà tách khỏi đi dạo một chút, còn đi đâu, ta đây một làm điện chủ ngược lại cũng không phải rất rõ, hẳn là ở nơi này đại điện phụ cận đi. Đại điện phụ cận, cơ thiên tề híp mắt nói, ta đám người đã đi tìm, nhưng không thấy tần trần tung tích, thần công thiên tôn điện chủ, ta đã nói rõ, cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, hôm nay tỷ võ chiêu thân lập tức bắt đầu người xem có phải hay không đem tần trần triệu hồi tới cơ gia chủ tìm ta có việc hắn nói không rơi xuống nhất đạo tiếng cười khẽ liền vang lên quay đầu liền thấy tần trần mỉm cười đứng ở phía sau hai người mặt ấm áp ban nãy rỗi rãnh hoảng tùy tiện đi dạo một chút cơ gia không hổ là cổ giới cổ tộc phủ đệ rầm rộ vô cùng tần trần vừa cười vừa nói chưa cho cơ gia chủ mang đến phiền toái chứ chuyện này không có không có cơ thiên tề hướng cơ thiên diệu liếc mắt nhìn lúc này cười ha ha lên. Chư vị, nếu đều không khác mấy đến đông đủ, vậy ta cơ gia tỷ võ chiêu thân cũng lập tức muốn bắt đầu, xin thỉnh chư vị mang theo mỗi cái môn khách làm tốt. Cơ thiên tề quát to tiếng, lúc này xoay người đi về phía đại điện trung tâm chỗ trống. Tần trần tại thần công thiên tôn ngồi xuống bên người, như thế nào, thần công thiên tôn mỉm cười hỏi, tần trần lắc đầu, thần công thiên tôn có chút kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Cách đó không xa, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ hơi hơi liếc nhau, không khỏi nhướng mày. Cơ Như Nguyệt, hai người đâu lẩm bẩm, danh tự này, sao thích quen thuộc như thế? Hai người nhanh chóng lấy ra làm ban đầu điều tra được Tần Trần tình báo, nhất thời, trong thứ nhất lòng tin gây nên bọn họ chú ý, là liên quan tới Tần Trần tại Quảng Hàn phủ lúc, từng khắp nơi tìm kiếm thê tử mình tình báo. Chẳng lẽ, hai người liếc nhau, trong lòng đều có chút một chút suy đoán. Có, tinh thần cung chủ trong ánh mắt toát ra một nụ cười lạnh lùng, lúc này hướng về phía phía sau bí mật truyền âm lên, đồng thời cười nhạt nhìn về phía Tần Trần. "Hả?" Tần Trần cảm giác được một chút không rõ ràng định ý, không khỏi quay đầu, ngay lập tức sẽ thấy hai tôn tản ra khí tức đáng sợ cường giả, ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm, ngậm chứa vui vẻ, nhưng mà nụ cười kia trong lại có từng tia lãnh mang. Hai người này, Tần Trần cao mày, trên người hai người này khí tức, để cho hắn có một loại có chút cảm giác quen thuộc. Hai người này là tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ. Thần công thiên tôn nhàn nhạt nói, Tần Trần con người đột nhiên co rụt lại, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ, khó trách quen thuộc như thế. Tần Trần cười lạnh một tiếng, tinh thần cung chủ cùng đại vũ thần Sơn liên tục trong bóng tối nhắm vào mình, làm sao, hôm nay tại đây cơ ra, cũng đối với chính mình có ý tứ. Lúc này, cơ thiên tề đã đứng ở đại điện trung tâm trên đất trống. Hôm nay tới chư vị, đều là bởi vì ta cơ ra việc mừng tới, ta cổ tộc cơ ra, quanh năm ấn thế, nhưng hôm nay nhân tộc nguy nan, vạn tộc tranh hùng, ta cổ tộc cũng biết rõ trách nhiệm trọng đại, hôm nay ta cơ ra liền quyết định tỷ võ chiêu thân. Vì ta cơ thiên tề nữ nhi cơ tâm giật tại chư vị nhân tộc hào kiệt chúng tuyển con rể, tiến hành quan hệ thông gia. Cử động lần này ta cơ gia cũng là hy vọng cùng chư vị bằng hữu kết làm hữu nghị, mặc kệ chọn dễ có thành công hay không, ta cơ gia đều cam tâm tình nguyện cùng chư vị nhân tộc hào kiệt tiến hành hợp tác, chung nhau vì ta nhân tộc, vì vạn tộc, bỏ ra chút đóng góp. Nhất thời, trên sân mọi người ào ào gật đầu, không thể không nói, cơ thiên tề lời nói này, nói đẹp. Chương 4271, quan hệ thông gia quan hệ. Nhưng mà, không kịp chờ cơ thiên tề lên tiếng lần nữa, đột nhiên trong đám người, truyền đến nhất đạo to lớn tiếng cưới to, sau đó liền nhìn thấy phía sau một tên vóc người to lớn thiên tôn đứng lên, cơ gia chủ, chúng ta nếu đến đây, vậy dĩ nhiên đều muốn cùng cơ gia tiến hành hợp tác, chỉ bất quá, cơ gia tỷ võ chiêu con rể, chỉ có cơ gia chủ tiểu nữ một người, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, sợ là có chút không đủ a à. Ha ha ha, lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời cười ầm ầm Đến thế lực, không phải số ít, xác định, một cái cơ tâm giật, sao đủ bọn họ phần. Có tinh thần cùng nhóm thế lực, bọn họ những thế lực này sợ đều là tới đả tương du. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ thiên tề nhíu mày, liền nghe này to lớn thiên tôn tiếp tục cười nói, bản tọa cũng không phải là có ý định muốn dỡ bỏ cơ gia đài, mà là hy vọng cơ gia hôm nay có khả năng mừng vui gấp bội. Bản tọa nghĩ, cơ gia chắc hẳn không phải chỉ cơ tâm giật một tên thiên tài nữ tử, bản tọa từng nghe nói cơ gia cơ như nguyệt, cũng cơ gia một tên thiên tài. Cơ gia chủ nữ nhi cơ tâm giật, ta lôi thần tông là không suy nghĩ, bất quá ta lôi thần tông nguyện ý lấy một cái thiên tôn thánh mạch, cộng thêm một cái lôi đỉnh chân đan xem như xính lễ, hy vọng có thể cùng cơ gia đón dâu, mong rằng cơ gia ở thành toàn. Này lôi thần tông cuồng lôi thiên tôn lời còn chưa nói hết, người chung quanh liền đều nghị luận ầm ý, ngược lại không phải là nghị luận này cuồng lôi thiên tôn cư nhiên lành ích hề kính, không đợi cơ gia cơ tâm giật tỷ võ chiêu thân liền muốn mời cơ gia khác nữ tử, mà là nghị luận này cuồng lôi thiên tôn thực sự là thật lớn thủ bút. Vì cưới vợ cơ gia nữ tử, dĩ nhiên bỏ xuống được lớn như vậy tiền vốn. Lôi Thần Tông cũng chính là một cái bình thường thiên tôn thế lực, một cái thiên tôn thánh mạch đã là cực kỳ khủng bố, cho dù một cái thiên tôn thế lực, sở cũng không có bao nhiêu, cư nhiên có thể trực tiếp lấy ra một cái, với lại còn nguyện ý lấy ra một cái Lôi Đình Chân Đan. Nghe đồn Lôi Đình Chân Đan, chỉ có tại Lôi Thần Tông bí cảnh Lôi Vẫn Hắc Trì trong mới có thể ngưng luyện mà thành, nhưng cảm mộ Lôi Đình Đại Đạo, nắm giữ thần uy Lôi Đình, một cái Lôi Đình Chân Đan mặc dù là một tên thiên tôn cường giả sau khi dùng, cũng có thể đề thăng hai thành trên dưới sức chiến đấu. Loại bảo vật này lôi thần tông cư nhiên đều lấy ra. Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào, này cơ như nguyệt đến tột cùng là người nào, lôi thần tông lại là như thế nào biết cơ ra có cơ như nguyệt. Cư nhiên cam lòng lớn như vậy tiền vốn, liền thấy cuồng lôi thiên tôn cười ha ha, thần sắc thô kịch, chắp tay nói cơ gia chủ, ta cuồng lôi thiên tôn cũng là một cái thô nhân, bất quá, ta là thành thật muốn cầu hôn, ta lôi thần tông lôi nhai tôn giả, coi như là một tên nhân vật thiên kiêu, hôm nay cũng đã tôn giả, cũng sẽ không qua quá bôi nhỏ cơ gia đệ tử đại điện trung tâm, cơ thiên tề cùng cơ thiên diệu ánh mắt ngưng lại. Chuyện gì xảy ra, làm sao chuyện gì đều có cơ như nguyệt phần. Này cơ như nguyệt, là bọn chúng lúc trước cảm giác được trong tộc huyết mạch, theo quảng hàn phủ mang về, lại cực ít ra ngoài, dựa theo đạo lý, nhân tộc các đại thế lực trong biết cũng không nhiều, làm sao này lôi thần tông cũng đặc biệt tới cửa tới cầu thân. Làm cái gì, trong lúc nhất thời, cơ thiên tề cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một bên, tần trần trong lòng lạnh lẽo, hướng này cuồng lôi thiên tôn nhìn sang, này cuồng lôi thiên tôn vì sao phải đặc biệt nhầm vào như nguyệt. Chưa nghe nói qua như nguyệt cùng này lôi thần tông có quan hệ gì. Hay là nói, đối phương là tại vạn tộc chiến trường vạn tượng thần tàng bí cảnh phó bí cảnh trong biết như nguyệt. Còn đang nghi hoặc, thần công thiên tôn cũng là khẽ cười nói, này lôi thần tông, cùng tinh thần cung quan hệ không tệ. Nghe nói cuồng lôi thiên tôn trước kia từng cùng tinh thần cung chủ cùng lịch lãm qua rất nhiều bí cảnh, hai cái coi như là trong nhân tộc thế lực đồng minh. Tinh thần cung, tần trần ánh mắt băng lãnh xuống tới, hướng tinh thần cung chủ nhìn sang. Tinh thần cung chủ cảm thụ được tần trần ánh mắt, cũng là mỉm cười, nhưng mà nụ cười chỗ sâu rất lạnh, rất đạm mạc. Hào một cái tinh thần cung, tần trần đè ép tức giận, hắn đã biết hiểu được, ở đâu là cái gì lôi thần tông tại vạn tượng thần tàng phó bí cảnh nhìn chúng như nguyệt, căn bản là tinh thần cung chủ trong bóng tối xui khiến lôi thần tông đứng ra, cố ý ác tâm chính mình. Nếu như mình hôm nay không đến, sợ là này tinh thần cung cũng sẽ không nghĩ tới như nguyệt sự tình. Này tinh thần cung là ở tự tìm cái chết, tần trần trong lòng băng lãnh, đã triệt để động sát cơ bản thân không có lên cửa đi, này tinh thần cung cư nhiên bản thân chủ động tìm tới cửa. Mà cơ thiên tề cùng cơ thiên diệu cùng ánh mắt khó coi, khác không ngờ lôi thần tông dĩ nhiên mở ra loại này hậu đãi điều kiện, nhưng mà này còn nhưng mà xính lễ, lôi đình chân đan A, đây chính là cực ít ỏi đồ đạc, ít nhất cơ gia sẽ không có, đây là lôi thần tông trấn tông bảo vật. Hơn nữa còn có dùng một cái thiên tôn thánh mạch, này lôi thần tông thật lớn cánh tay, thiên tôn thánh mạch tốt như thế đồ đạc, cho dù thiên tôn thế lực cũng không có bao nhiêu, Đối với bất kỳ một cái nào thiên tôn thế lực mà nói, đây là thế lực tài nguyên, là tông môn tương lai. Hắn không nghĩ ra, lôi thần tông tại sao lại nguyện ý tốn nhiều như vậy đại giới, tới cùng khác cơ ra quan hệ thông gia Chẳng lẽ, là nhìn chúng hắn cơ ra thứ gì? Với lại, càng làm cho cơ thiên diệu tâm động là, hắn ở trong tối nói lần này rất nhiều thế lực trong, cũng không có trí tôn thế lực sau, trong lòng đã có chút âm u. Bởi vì, tiêu gia quá mạnh, cho dù hắn có thể cùng một nhà đỉnh phong thiên tôn thế lực quan hệ thông gia sợ cũng không thể ngăn cản tiêu gia, nhưng nếu là hắn có thể cùng hai nhà thế lực quan hệ thông gia, như vậy tức liền rõ hiển nhiều gấp đôi. Lúc này cơ thiên diệu, thậm chí đang suy nghĩ là cơ như nguyệt hiến cho tiêu gia có hay không có lợi, ngược lại sớm muộn cũng sẽ cùng tiêu gia nổi lên va chạm, lần này tỷ võ chiêu thân cũng sẽ làm cho tiêu gia không vừa lòng, sao không kéo nhiều long một cái đỉnh cấp thế lực ở tại bọn hắn trên chiến thuyền. Tại cơ thiên diệu sắc mặt biến huyến chi lúc, tần trần nhưng căn bản trực tiếp đứng lên, hướng về phía cuồng lôi thiên tôn lạnh lùng nói, thật có lỗi ngươi, cuồng lôi thiên tôn, cơ ra cơ như nguyệt là thê tử, hôm nay ta chính là tới đón nàng, sở dĩ, ngươi liền đem ngươi xính lễ thu hồi đi đi. Tiểu tử, ngươi lại là ai? Cuồng lôi thiên tôn thấy tần trần đứng lên, đột nhiên hử lạnh một tiếng. Ta là cơ như nguyệt trượng phu, nhà ngươi lôi thần tông muốn cưới vợ nhà ta như nguyệt, rất xin lỗi, không có khả năng, sở dĩ, xin thỉnh lui xuống đi đi, thu hồi ngươi xính lễ, còn ngươi nữa trong lòng tính toán cùng thối giữa chủ ý. Tần Trần giọng điệu cường ngạnh nói, khác mặc dù biết cơ thiên diệu bọn họ chưa chắc sẽ đáp ứng lôi thần tông yêu cầu, nhưng mà mặc kệ có đáp ứng hay không, hắn đều sẽ không để cho cơ gia mở miệng. Như Nguyệt là hắn thê tử, không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt hắn tính toán như Nguyệt. Xôn sao, nghe được Tần Trần nói cơ gia cơ như Nguyệt là hắn thê tử, ở đây rất nhiều thế lực đều là một mảnh kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, tỷ võ chiêu thân còn chưa bắt đầu, lôi thần tông cư nhiên cùng thiên công tác đệ tử vì cái khác nữ tử tranh chấp. Này cơ như Nguyệt cuối cùng là ai? Càng làm cho mọi người nghi hoặc là, thần công thiên tôn mang đến thiên công tác đệ tử, lại còn nói cơ gia cơ như nguyệt là hắn thê tử, lúc nào thiên công tác cùng cơ gia đã có quan hệ thông gia quan hệ. chương 4272, đại diện thiên công tác. Cơ như nguyệt là ngươi thê tử. Ha ha ha, cơ thiên diệu lão tổ, chuyện này lão phu làm sao chưa nghe nói qua. Còn nữa, người nọ là ngươi cơ gia đệ tử. Tại sao ngươi cơ gia tỷ võ chiêu thân trên, người này có thể thay thế ngươi cơ gia làm quyết định? Lão Phu cũng muốn hỏi cho rõ bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ cuồng lôi thiên tôn hừ lạnh nói không để ý đến tần trần mà là nhìn chằm chằm cơ thiên tề cùng cơ thiên diệu rất dễ nhận thấy người này là đang khích bác tần trần cùng cơ gia quan hệ quả nhiên cơ thiên diệu cùng cơ thiên tề khí sắc nhất thời trầm xuống tần trần tuy là đến từ thiên công tác thân phận bất phàm nhưng mà hiện tại tần trần động tác rõ ràng là không có đem hắn cơ gia để vào mắt đây là hắn cơ gia không thể chịu đựng được Cơ thiên diệu mặt lạnh nhàn nhạt, nhạt nhìn tần trần nói, các hạ, người mặc dù là thiên công tác đệ tử, có thể ta cơ ra cũng là cổ giới cổ tộc, không phải ai cũng có thể muốn thế nào thì được thế đó. Các hạ lời này có phải hay không quá phận điểm, còn có thần công thiên tôn điện chủ, đây là ta cơ ra tỷ võ chiêu thân đại hội, ngài thân làm khách nhân, có hay không có thể ước thúc một chút đệ tử mình. Mọi người ào ào nhìn về phía thần công thiên tôn, xác định, tần trần thân làm thiên công tác một cái đệ tử, tại dạng này nơi trên, trực tiếp mắng lôi thần tông tông chủ cuồng lôi thiên tôn, còn thay cơ ra quyết định thật là hơi quá mặc kệ tần trần đến từ cái gì thế lực hắn bất quá chỉ là một đệ tử mà thôi thuộc về vãn bối ở đây căn bản cũng không có hắn nói chuyện phần rất nhiều ở chỗ này đều là các đại thế lực thiên tôn cường giả tuy là cũng mang theo mỗi cái thế lực thanh niên tuấn kiệt cũng tận đều là tôn giả cấp bậc cường giả nhưng mà cũng không đại diện những thứ này thanh niên tuấn kiệt có thể cùng bọn hắn đánh đồng dưới con mắt mọi người thần công thiên tôn nhất thời cười rộ lên cơ thiên diệu lão tổ Tần Trần không chỉ có là ta thiên công tác đệ tử, quên giới thiệu, người này, hôm nay tại ta thiên công tác đảm nhiệm phó điện chủ chức, đồng thời, kiêm nhiệm ủy quyền điện chủ một vị, đến, Tần Trần, cùng ở đây nhiều nhân tộc các tiền bối chào hỏi, sau này ta thiên công tác sinh ý, người còn phải cùng chư vị các tiền bối nói. Cái gì, người này là thiên công tác phó điện chủ, hơn nữa còn là ủy quyền điện chủ. Trong nháy mắt, toàn bộ toàn trường náo động, tất cả mọi người cả kinh ngẩn người. Cơ thiên diệu cùng cơ thiên tề cũng là mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn họ đều cho rằng Tần Trần, nhưng mà Thiên Công Tác một cái thánh tử, đệ tử mà thôi, nhiều nhất chỉ là một chấp sự. Có ai nghĩ được, dĩ nhiên là Thiên Công Tác phó điện chủ. Đùa gì thế, Thiên Công Tác là cái gì thế lực, đỉnh cấp thiên tôn thế lực, trong nhân tộc rất cường đại một thế lực, phó điện chủ, ít nhất cũng phải là thiên tôn cao thủ, nhưng này Tần Trần đây. Trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm Thiên Công Tác phó điện chủ? Không đúng, đột nhiên, có một ít người nghĩ đến chút tin tức. Nhớ được trước đó không lâu, đã từng theo thiên công tác trong có tình báo truyền ra một cái có thời gian bản nguyên người tại thiên công tác trong đánh bại vô số cường giả đưa tới rất nhiều oanh động chẳng lẽ chính là chỗ này tần trần tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ trong lòng cũng trầm xuống thần công thiên tôn đây là muốn cứng rắn chống đỡ tần trần à trước cơ thiên diệu lão tổ mới vừa nói tần trần là đệ tử cần thu liếm một chút quay đầu thần công thiên tôn đã nói tần trần là phó điện chủ hơn nữa còn là ủy quyền điện chủ buồn cười. Người nào không biết Thiên Công tác căn bản không có ủy quyền điện chủ toàn bộ chức vụ. Rất dễ nhận thấy, thần công Thiên Tôn ý là tại cứng rắn chống đỡ Tần Trần, biểu thị Tần Trần thật là cùng ở đây rất nhiều thế lực tông chủ là cùng một cái cấp bậc người. Khoan hãy nói, tỷ như Lôi Thần Tông như vậy bình thường thiên tôn thế lực, thân làm tông chủ cuồng lôi thiên tôn cùng Thiên Công tác ủy quyền điện chủ trong, ai hơn đáng giá kết giao, thật đúng là khó mà nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Cơ Thiên Diệu. Cơ Thiên Diệu sắc mặt khó coi trong lòng cũng là tức giận mắng không thôi không ngờ này lôi thần tông tông chủ dĩ nhiên cùng thiên công tác tần trần ồn ào hết lần này tới lần khác thần công thiên tôn còn cứng rắn chống đỡ tần trần khiến cơ thiên diệu thoáng cái nhức đầu hắn trầm trọng nói được chư vị hôm nay là ta cơ ra tỷ võ chiêu thân ngày lành nếu mọi người đến đây là vì cơ tâm giật tới như vậy không bằng trước tiến hành tỷ võ chiêu thân cùng sau khi kết thúc chư vị còn có chuyện gì trò chuyện tiếp hắn đây là chuẩn bị dùng bí quyết câu kéo cơ thiên diệu lão tổ mặc kệ cơ tâm giật tỷ võ chiêu thân là kết quả gì nhưng như nguyệt là thê tử chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi hy vọng ở đây một ít người không muốn tại có dụng ý xấu đánh như nguyệt chủ ý nói tần trần quét mắt cuồng lôi thiên tôn đám người hắn căn bản không có sắc mặt tốt cho đối phương nhìn cái gì lôi thần tông tông chủ rất là giỏi sao cơ thiên diệu lão tổ người xem một chút không biết người còn tưởng rằng này tần trần mới là ông tổ nhà họ cơ đây lúc nào cơ gia tộc người sự việc đến lượt một ngoại nhân làm chủ cuồng lôi thiên tôn hừ lạnh một tiếng ánh mắt cũng vô cùng băng lãnh, nếu như không phải tần trần bên cạnh có thần công thiên tôn, một cái vãn bối dám đối với hắn như vậy nói, hắn sớm đã đem đối phương một cái tát đập chết. Như Nguyệt là ta cơ gia đệ tử, coi như là ta cơ thiên tề nữ nhi cơ tâm giật, cho người đó, vậy cũng muốn tiến hành tỷ võ chiêu thân, lại cần các đại thế lực đặt xính lễ mà nói môi giới, cưới vợ. Tần phó điện chủ, chẳng lẽ người ỷ vào thiên công tác uy phong, muốn cưỡng ép quyết định ta cơ gia tộc người đi lưu hay sao? Nói là cơ thiên tề, hắn vốn là nhìn tần trần có chút không vừa mắt, hiện tại càng là tức giận, hướng về phía thần công thiên tôn nói, thần công thiên tôn điện chủ, chuyện này người thiên công tác có phải hay không cho ta một câu thuyết pháp? Ta cơ gia mặc dù không giống như thiên công tác như vậy danh chấn nhân tộc, nhưng cũng là cổ giới cổ tộc, người thiên công tác tần phó điện chủ như vậy quá phận, không tốt sao? Với lại theo ta được biết, như nguyệt nàng từ hạ giới phi thăng tới, đi vào thiên giới không lâu sau, liền bị ta mang tới cơ gia tộc địa, người thiên công tác tần trần hoặc là nàng tại hạ giới trượng phu, hoặc là, là ở thiên giới nhận thức không bao lâu người. Ta không luận như Nguyệt trước đây tại hạ giới thân phận là cái gì, hôm nay sắp là ta cơ ra người, như vậy nàng muốn cho người đó, sẽ cho người đó, bất kỳ người nào cũng không có quyền bức bách, chỉ có ta cơ ra mới có thể quyết định. Nếu ai dám tại ta cơ ra tỷ võ chiêu thân đại hội trong cố ý nháo sự, ta cơ thiên tề tuyệt không bỏ qua. Cơ thiên tề thẹn quá thành giận, này tất cả là chuyện gì, thật tốt tỷ võ chiêu thân, là một cái cơ như Nguyệt, còn chưa bắt đầu, liền gây ra như vậy bão táp. Người chung quanh đã nghe được, cơ thiên tề có khả năng cực cao cũng biết tần trần cùng cơ như nguyệt quan hệ, nhưng mà, hiện tại cơ gia cường thế cho rằng, mặc kệ như cùng cơ như nguyệt là hắn cơ gia người, liền muốn nghe theo hắn cơ gia mệnh lệnh. Tần trần sầm mặt lại, lạnh lùng nói cơ gia chủ ý nghĩ chính là như nguyệt đã không liên quan với ta, còn như như nguyệt suy nghĩ không cần để ý, đúng hay không? Cơ thiên tề giọng điệu một trận, nếu như là người khác nói lời này, hắn lập tức sẽ trở về, phải thì như thế nào? Thế nhưng đối mặt Tần Trần, đặc biệt Tần Trần bên cạnh thần công thiên tôn, hắn thật sự là không có dũng khí nói những lời này, Tần Trần hiện tại bên cạnh thì có thần công thiên tôn, sau lưng đại diện càng là thiên công tác. chương 4273, khinh thường ta thiên công tác. Hắn cơ ra lần này tỷ võ chiêu thân vì chính là tìm kiếm người hợp tác, làm sao có thể liên hợp tác giả đều không còn tìm được, trước hết đắc tội một cái thiên công tác. Bất quá cơ thiên tề xấu hổ cũng không có kéo dài bao lâu, tinh thần cung chủ đứng lên nói, tần phó điện chủ, dựa theo thiên giới quy củ, cơ như nguyệt đến từ hạ giới, lại vốn là cơ gia người, nếu trở lại cơ gia, như vậy thì xem như là đoạn tục duyên. Coi như là nàng trước đây cùng tần phó điện chủ có quan hệ, nhưng mà những quan hệ kia cũng đều là quá khứ. Với lại chúng ta võ giả, đi vào gia tộc sau, quan trọng nhất một điểm chính là muốn lấy gia tộc dẫn đầu, cơ thiên tề là chủ nhà họ cơ, tự nhiên có quyền lực quyết định cơ như nguyệt thuộc sở hữu, các hạ mặc dù là thiên công tác phó điện chủ, nhưng là không có quyền thay đổi ta nhân tộc quy định. Ở thiên giới, Tông môn, gia tộc, không thể nghi ngờ là tối trọng yếu, rất nhiều tông môn, con em gia tộc tương lai, đều là do gia tộc cao tầng, tông môn cao tầng tới quyết định, xác định có rất ít tự do. Bạn đang nghe chuyện trên obukaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây cũng tính là vạn tộc một cái quy tắc ngầm đi. Tại hôm nay vạn tộc tranh bá dưới tình huống, rất ít có thể có gia tộc đệ tử, có thể quyết định vận mệnh mình. Ha ha, tinh thần cung chủ nói không sai, nếu là ta đại vũ thần sơn bộ hạ có đệ tử dám lớn lối như vậy, sớm đã bị ta một cái tát sợ chết, cái gì thê tử trưởng phu, bắt giới chút quan hệ mà nói sự tình, ha ha, buồn cười. Đại vũ sơn chủ cũng là cười lạnh, tê, đây là chuyện gì xảy ra, chung quanh không ít người đều hít một hơi lãnh khí, tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn, làm sao đột nhiên thay lôi thần tông cùng cơ ra nói tới nói lui. Thay bọn họ nói cũng không kỳ lạ, nhưng này là phải tội thiên công tác sự tình, chẳng lẽ không sợ thần công thiên tôn không vừa lòng sao. Ở đây các đại thế lực cường giả cũng đều không phải là đồ ngốc, chuyện này ánh mắt lóe lên, lập tức cũng cảm giác được sự tình không đơn giản. Cơ thiên diệu cùng cơ thiên tề cũng là ánh mắt ngưng lại, trong lòng thầm giật mình. Tinh thần cung cùng đại vũ thần Sơn cư nhiên tại thay mình nói chuyện, bản thân không nghe lầm chứ. Đối phương nếu vì tỷ võ chiêu thân, tìm kiếm cơ gia hảo cảm, thực sự có thể nói xuôi được, nhưng bọn họ làm như thế, nhưng là phải đắc tội thiên công tác. Hôm nay cơ gia, có lớn như vậy thể diện, để cho tinh thần cung cùng đại vũ thần Sơn đắc tội thiên công tác, tới làm bọn hắn vui lòng cơ gia. Nếu là bọn họ đã quan hệ thông gia, ngược lại cũng dễ nói, nhưng hôm nay tỷ võ chiêu thân đều còn chưa bắt đầu đây. Cơ thiên diệu trong nháy mắt cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Lúc này, trong lòng hắn đã mơ hồ có chút hối hận, sớm biết, này tần trần thân phận như vậy đặc biệt, cũng không để cho cơ như nguyệt trở thành thánh nữ, hiến cho tiêu gia. Nhưng mà nhưng bây giờ đã có chút chậm, tin tức đã công bố ra ngoài, với lại cơ như nguyệt cùng cơ vô tuyết cũng bị nhốt áp ở phía sau ngục sơn trong, mà kệ chuyện kế tiếp tình sẽ như thế nào, phía trước là quyết không thể để cho trước mặt cái này gọi là tần trần tiểu tử biết. Bằng không, sự tình xong chắc chắn biến phải phiền toái. Nghĩ tới đây, cơ thiên diệu trầm giọng nói tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ nói có lợi, bất kể như thế nào, cơ như nguyệt thuộc sở hữu, đều nên do ta cơ ra làm chủ, còn ta cơ ra như thế nào quyết định, hy vọng tần trần tiểu hữu tạm thời đừng lại tranh chấp, đó là phía sau sự tình. Trong lúc nhất thời, tần trần dĩ nhiên rơi vào một mình chiến đấu anh dũng cảnh giới. Tần trần trong lòng trầm xuống, hắn biết lấy hắn thực lực bây giờ nếu muốn mang đi như nguyệt nhất định phải tại đạo lý trên đi thông cho dù chính là chỗ này lại vô lý đạo lý biết rõ đối phương đang lợi dụng thế nhưng nếu tồn tại hắn nhất định phải đối mặt nếu như tần trần thực lực bây giờ quá mạnh hắn nói thẳng một câu ta muốn cướp đi như nguyệt lại có thể thế nào đáng tiếc là hiện tại hắn thực lực căn bản cũng không đủ để nói những lời này dù sao hắn hiện tại thế lực tuy mạnh liền thiên tôn đều có thể chém giết cũng không sợ cuồng lôi thiên tôn nhưng mà chống lại tinh thần cung chủ Đại Vũ Sơn chủ, hoặc giả Cơ Thiên Diệu như vậy đỉnh phong thiên tôn cường giả, vẫn còn có chút phiền toái. Trên thực tế, lúc đầu thần công thiên tôn đứng ra liền có thể, nhưng mà Cơ gia lợi dụng tỷ võ chiêu thân tin tức, đưa tới nhiều như vậy thế lực, nếu như thần công thiên tôn cưỡng ép vì hắn xuất đầu, cho dù thật cướp đi Như Nguyệt, cũng sẽ đối thiên công tác mang đến tai họa ngầm. Rất tốt, nếu Cơ gia muốn kết thân, Lôi thần tông chủ cũng muốn nói bộ hạ đệ tử cầu hôn, cũng không thành vấn đề, Cơ Tâm Giật nếu có thể tỷ võ chiêu thân, ta nghĩ Như Nguyệt hẳn là đồng dạng giả như cơ ra thật để ý như vậy cơ như Nguyệt, quan tâm nàng hôn nhân, chẳng lẽ như Nguyệt không bằng này cơ tâm giật sao? Không thể tiến hành tỷ võ chiêu thân sao? Tần Trần nhàn nhạt nói, như vậy, ta ngược lại thật ra đồng ý lôi thần tông chủ nói, không bằng hôm nay thân càng thêm thân, mừng vui gấp bội, một cái cơ tâm giật, không đủ chúng ta nhiều như vậy thế lực, không bằng cộng thêm cơ như Nguyệt. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần trực tiếp đi tới đại điện trung tâm, lạnh lùng nói cơ như Nguyệt là Tần Trần thế tử. Trong chư vị nếu như có đối cơ như Nguyệt cảm thấy hứng thú, đại khái đi lên, ta tần trần đều đón lấy. Cơ thiên diệu cùng cơ thiên tề nhất thời sắc mặt khó coi lên, này tần trần, quá phận. Một bên cơ tâm giật càng là trong lòng tức giật, bầu không khí sắc mặt băng lãnh, đều là bởi vì. Này cơ như nguyệt, rõ ràng là nàng tỷ võ chiêu thân, hôm nay cư nhiên huyên náo hỏng bét. Thần công thiên tôn điện chủ, này tần trần là ngươi người. Cơ thiên diệu nhìn về phía thần công thiên tôn, thần công thiên tôn mỉm cười, ta ngược lại cảm thấy tần trần nói không sai, không bằng mừng vui gấp bội, này cơ tâm giật, ta thiên công tác không coi trọng, bất quá cơ như nguyệt, vốn là ta thiên công tác đệ tử, nếu nói tông môn cùng gia tộc đối đệ tử có quyền quyết định, ta ngược lại thật ra đề nghị cơ như nguyệt cũng tham gia luận võ chọn rể, không biết cơ thiên diệu lão tổ ý như thế nào. Cơ thiên diệu trong lòng cảm giác nặng nề, trước nói qua đầu, cơ như nguyệt cũng là thiên công tác đệ tử, theo lý, cũng phải có cơ như nguyệt quyền quyết định. Ha ha, như vậy rất tốt, ta đồng ý, lôi thần tông chủ ha ha cười nói, lôi nhai, người lên, để cho tiểu tử kia biết, Ta lôi thần tông đệ tử cũng không phải ăn chay, trên đời này, không phải chỉ có đỉnh cấp thiên tôn thế lực mới có thể bồi dưỡng được đỉnh cấp cường giả tới. Vâng, nhất thời, theo lôi thần tông trong đi tới một tên tôn giả, đằng đằng sát khí, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, siêu một chút, đi thẳng tới đại điện trung tâm trên đất trống. Cơ thiên tề cùng cơ thiên diệu nhìn qua, khí sắc triệt để trầm xuống. Lần này, thật là toàn lộn xộn hôm nay làm ra tới một màn như thế, hắn cơ gia đã tiến thối lưỡng nan. Làm sao, cơ thiên diệu gia chủ không đồng ý, Lúc này thần công thiên tôn đột nhiên cười lạnh, chẳng lẽ nói, chỉ có người cơ thiên tề ra chủ nữ nhi cơ tâm giật mới có thể tỉ võ chiêu thân, mà ta thiên công tác đệ tử cơ như nguyệt, lại chỉ có thể dù cho người cơ ra đính hôn. Chẳng lẽ ta thiên công tác đệ tử thân phận, như vậy rác rưởi Cơ ra khinh thường ta thiên công tác sao? Không, tự nhiên không có ý tứ này. Cơ thiên diệu mặt hơi biến sắc, thần công thiên tôn điện chủ ngươi hiểu lầm, ta cơ ra làm sao sẽ khinh thường thiên công tác đây? Thiên công tác chính là nhân tộc luyện khí thế lực người đứng đầu tồn tại, ta cơ ra kính nể còn không kịp đây. Cơ thiên diệu nói như vậy lấy, trong lòng đã âm thầm kêu khổ lên. chương 4274, âm thầm kêu khổ. Nhưng cho dù trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn cũng không khỏi không nói như vậy. Cơ thiên diệu lão tổ ngươi lại là có ý gì hôm nay ta liền cẩn thận nói một chút. Thần công thiên tôn hừ lạnh một tiếng, không phải ta thần công ở chỗ này càn quấy, ngươi cơ ra cơ tâm giật có thể tự do chọn con rể, tỷ võ chiêu thân, mà ta thiên công tác cơ như nguyệt lại không đãi ngộ này, đây không phải là nói ta thiên công tác đệ tử không có địa vị sao ta hy vọng cơ thiên diệu lão tổ hôm nay có thể bản tọa một lời giải thích thần công thiên tôn nhàn nhạt nói lúc này hắn giọng điệu vẫn chưa như thế nào nghiêm khắc nhưng mà trong thanh âm không vừa lòng đã truyền lại rất là rõ ràng thần công thiên tôn điện chủ là như thế này cơ thiên diệu vội vàng giải thích tâm giật nàng sở dĩ sẽ tiến hành tỷ võ chiêu thân đây là bởi vì tâm giật bản thân yêu cầu bởi vì tâm giật nàng nói nàng ngưỡng mộ nhân tộc các đại thế lực thanh niên tuấn kiệt sở dĩ, muốn nhân cơ hội này, vì mình tìm một cái thích hợp vị hôn phu, mà như Nguyệt Nhưng không có đã nói như vậy, sở dĩ. Ồ, đó là ta đa tâm, thần công thiên tôn nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, cơ thiên diệu nói, chúng ta làm sao có thể khinh thường thiên công tác đây. Vậy thì tốt, thần công thiên tôn gật đầu, bất quá, trước chư vị cũng đều nói, như Nguyệt Thân làm cơ gia đệ tử, lại là ta thiên công tác trưởng lão lẽ ra nghe theo cơ gia cùng ta thiên công tác an bài, đã như vậy, bản tọa liền đề nghị, là như Nguyệt hôm nay ở đây cũng tiến hành một trận tỷ võ chiêu thân, ta thiên công tác trưởng lão, tự nhiên hẳn là lấy vợ các đại thế lực trong mạnh nhất thiên kiêu, ta nghĩ, cơ thiên diệu lão tổ cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Chuyện này, cơ thiên diệu khí sắc do dự, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Trước hắn bố trí một dạng, thoáng cái đem mình cho chụp đi vào. Cơ như Nguyệt là người thiên công tác trưởng lão chuyện này chúng ta làm sao chưa nghe nói qua, lúc này cơ thiên tề ở một bên cau mày một cái trầm giọng nói thần công thiên tôn nhìn cơ thiên tề một cái nhàn nhạt nói thế nào chẳng lẽ ta thiên công tác sách phong trưởng lão còn cần đi qua cơ thiên tề ra chủ ngươi đồng ý hay sao lão phu không phải ý tứ này cơ thiên tề nhíu mày nói theo ta được biết thiên công tác trưởng lão nhất định phải địa tôn cường giả mới có thể mà như nguyệt mới tôn giả cảnh giới địa tôn thì như thế nào bản tòa cam tâm tình nguyện không được sao không chỉ có là cơ như nguyệt Cơ vô tuyết cũng là ta thiên công tác trưởng lão, còn nữa, này tần trần, cũng không phải thiên tôn, theo để ý đến ta thiên công tác phó điện chủ nhất định phải là thiên tôn cấp bậc, cũng không phải là một dạng bị sắc phong phó điện chủ, lại có thể thế nào? Thần công thiên tôn nhàn nhạt nói, cơ thiên tề nhất thời á khẩu không trả lời được, lúc này, tất cả mọi người đã hiểu được, thần công thiên tôn đây rõ ràng là đang vì hắn bộ hạ tần trần xuất đầu. Cơ như nguyệt nếu quả thật là thiên công tác trưởng lão, thiên công tác đối với đối phương hôn nhân có một ít quyền đề nghị, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cơ thiên diệu lão tổ, ta lúc trước đề nghị như thế nào? Để cho cơ như Nguyệt cũng tham gia luận võ chọn rể, cuối cùng chọn người nha, dĩ nhiên là ta ngươi quyết định, như thế nào? Thần công thiên tôn nhàn nhạt, nhạt nhìn cơ thiên diệu, hay là nói, ta thiên công tác trưởng lão, không có tư cách tỉ võ chiêu thân, chỉ có thể mặc cho ngươi cơ ra sai khiến, nếu như thế, vậy bản tỏa thì không khỏi không cùng cơ thiên diệu lão tổ thật tốt lý luận một phen. Nói đến đây, thần công thiên tôn trên thân đã tản mát ra lạnh lùng khí tức. Một lời không hợp, liền muốn đại khai sát giới dáng vẻ. Lúc này Cơ Thiên Diệu đã bị Thần Công Thiên Tôn gác ở ở đây, tiến thối không được. Cơ gia sở dĩ sẽ tỉ võ chiêu thân, mục đích chính là vì có thể cùng nhân tộc đỉnh cấp thế lực tiến hành liên hợp, đối kháng tiêu gia. Nhưng bây giờ, nếu là không đáp ứng Thần Công Thiên Tôn yêu cầu, sợ là liên hợp còn chưa bắt đầu, cũng đã trước tiên đem thiên công tác cho đắc tội. Cơ Thiên Diệu hít sâu một hơi, cân nhắc chốc lát, bất đắc dĩ trầm giọng nói, đã như vậy, lão phu kia liền ở đây tuyên bố, Hôm nay trừ cơ tâm giật ở ngoài đồng dạng thay cơ Như Nguyệt tỷ võ chiêu thân, bất kỳ cái gì đối với ta cơ gia Như Nguyệt có ý định thanh niên tuấn kiệt, đều có thể tham gia luận võ. Cơ Thiên Diệu tuyên bố xong đồng dạng cho cơ Như Nguyệt tỷ võ chiêu thân sự tình sau, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, bởi vì cơ Như Nguyệt đã đính hôn cho Tiêu gia, hắn nơi nào còn có thứ hai cơ Như Nguyệt cho. Nhưng mà, nếu như hắn này không nói gì, hôm nay sẽ trực tiếp đắc tội Thiên Công tác, tỷ võ chiêu thân hiệu quả chẳng những không có làm đến, ngược lại đi trước đắc tội một cái đỉnh cấp thiên tôn thế lực. Hơn nữa còn là đắc tội thiên công tác loại này nhân tộc trong đặc thù nhất thiên tôn thế lực, sở dĩ hắn chỉ có thể đáp ứng. Lúc này, cơ thiên diệu trong lòng không gì sánh được buồn bực, hung hăng trừng mắt cơ thiên tề, nếu như không phải cơ thiên tề phải muốn đem cơ như nguyệt nhất định thành thánh nữ, trước cho tiêu ra, nơi nào sẽ có hôm nay phiền toái như vậy sự tình. Sớm biết này tần trần là thiên công tác phó điện chủ, còn có thần công thiên tôn chỗ dựa, cơ như nguyệt tại thiên công tác trọng yếu như vậy, bọn họ cơ ra chỗ nào còn cần phải tân tân khổ khổ tỷ võ chiêu thân quan hệ thông gia khác thiên tôn thế lực chỉ cần cùng thiên công tác quan hệ thông gia là tốt rồi tại nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thiên tôn trong thế lực thiên công tác không thể nghi ngờ là cao cấp nhất mấy cái được thần công thiên tôn cười ha ha một tiếng trên thân khí tức thu lại cũng không phải nói hắn có thể vì tần trần làm cũng chỉ có những thứ này cơ thiên diệu lão tổ không biết cơ như nguyệt đến tột cùng là thiên tư bực nào lại làm cho thiên công tác cùng lôi thần tông hai vị thanh niên tuấn kiệt như vậy tranh đoạt, không bằng kêu ra gặp một lần. Không sai, người này chẳng những là cơ gia thiên kiêu, cũng là thiên công tác trưởng lão, tất nhiên không thể coi thường, chúng ta hiện tại ngược lại hiếu kỳ vô cùng. Ha ha ha, xin thỉnh cơ thiên diệu lão tổ kêu ra gặp một lần. Thấy bầu không khí hòa hoãn, ở đây rất nhiều thế lực cường giả không khỏi ào ào quát to lên. Bọn họ lúc này thực sự là không gì sánh được hiếu kỳ, khiến tần trần như vậy lưu ý, lại để cho tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn trên mặt nổi nhằm vào thiên công tác cơ như nguyệt, đến tột cùng là bực nào quốc sắc thiên hương, nhưng nước nghiêng thành, có thể để cho này mấy đại cao cấp nhất thiên tôn thế lực. Nhiều như vậy, cơ thiên diệu đau khổ cười một tiếng, chư vị, thật sự là xin lỗi, cơ như Nguyệt hôm nay đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, sở dĩ không cách nào trình diện, bất quá yên tâm, ta cơ ra đệ tử, mỗi cái tuyệt sắc thiên hương, như Nguyệt nàng đi vào ta cơ ra chưa đủ trăm năm, hôm nay đã tôn giả cảnh giới, chắc là sẽ không để cho chư vị thất vọng. Chưa đủ trăm năm, đã tôn giả, hí, toàn trường nhất thời vang lên rất nhiều hít một hơi lãnh khí tiếng nếu thật như cơ thiên diệu nói như vậy như vậy cơ như nguyệt thật đúng là bất phàm so với này cơ tâm giật chỉ sợ cũng chắc chắn mạnh hơn lúc này cơ tâm giật đã tại một bên bị triệt để quên nàng tức giận nhìn chằm chằm tần trần trong mắt đều phải phun ra lửa đối tần trần thiên tài như thế một cái võ giả nàng muốn nói không ước ao như nguyệt đó là không tuyệt đối không có khả năng có thể là người này bừa bãi bản thân tỷ võ chiêu thân hôm nay trong lòng mọi người đều chỉ có cơ như nguyệt hoàn toàn không có nàng cái này chính chủ. Lão tổ, lúc này cơ thiên tề cũng tới đến cơ thiên diệu bên cạnh, nôn nóng truyền âm, như nguyệt nàng đã bị phong làm thánh nữ, đính hôn cho chủ nhà họ tiêu, như vậy. mươi 4275, lời nói không dự. Câm miệng, cơ thiên diệu lạnh lùng nhìn cơ thiên tề một cái, ta có thể có biện pháp gì? Nếu không như vậy, sợ là này thần công thiên tôn trực tiếp phải đại náo ta cơ ra, hôm nay tên đã trên dây, không phát không được, tuy là cơ như nguyệt cũng sẽ tham gia luận võ trọn rể, nhưng người nàng không ở nơi này, đến lúc đó nên xử lý như thế nào, đi thêm thương nghị, hiện tại chỉ có thể như vậy. Lúc này trên sân, tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào đại điện trung tâm Tần Trần cùng lôi nhai tôn giả trên thân. Đa tạ cơ lão tổ cho như nguyệt cơ hội này, Tần Trần lớn tiếng nói, đồng thời hướng về phía ở đây các đại thế lực người chắp tay nói, các vị bằng hiếu, còn có các vị tông chủ, môn chủ, ta đã nói qua, như nguyệt là thê tử, nếu cơ gia đã quyết định thay như nguyệt tỷ võ chiêu thân. Vậy tại hạ từ thô tục liền nói ở phía trước, như Nguyệt là thê tử, sở dĩ, nàng tỷ võ chiêu thân, ta là định thắng, chư vị nếu là đúng cơ gia nữ tử có hứng thú, đại khái đi cơ gia cơ tâm giật. Tần Trần quét mắt tất cả mọi người tại chỗ, cơ tâm giật là chủ nhà họ cơ chi nữ, chắc hẳn chư vị tới tham gia luận võ chọn rể, không vẻn vẹn nhưng mà là dưới quyền mình đệ tử tìm một cái lão bà, cũng là vì cùng cổ tộc cơ gia tiến hành tốt đẹp hợp tác, cơ tâm giật không thể nghi ngờ là tốt nhất đối tượng. Sở dĩ, chỉ cần chư vị đệ tử đi cơ tâm giật vậy, tại hạ tuyệt sẽ không có bất kỳ tranh đoạt, nhưng mà, ở đây chư vị nếu như có bất luận kẻ nào dám đối với như nguyệt ý niệm trong đầu, từ thô tục tại hạ thì trước tiền nói, sở dĩ dám đi lên người, tại hạ tuyệt sẽ không khách khí, chư vị đến lúc đó cũng đừng trách ta tần mỗ người không khách khí. Hôm nay vốn là tâm giật cô nương tốt thời gian, ta cũng là tới chúc mừng, không phải tới đánh lộn, muôn ôm tâm giật cô nương quay về bằng hiếu, có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào, vẫn không phải muốn khiêu chiến ta. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nói đến đây, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, nếu như có đối như nguyệt ý niệm trong đầu, không cần đi khiêu chiến kẻ khác, liền trực tiếp khiêu chiến ta tần trần, ta đều đón lấy. Nói xong tần trần lại lạnh lùng quét mắt một vòng cuồng lôi thiên tôn cùng tinh thần cung chủ, lại đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía đại vũ sơn chủ, mỗi chữ mỗi câu nói, vô luận ngươi là ai, dám động như nguyệt chủ ý, liền hướng ta tần trần đến, bất quá, đến lúc đó đừng hối hận, chớ bảo là không báo trước. Nói xong lời này, tần trần trực tiếp đứng ở đại điện trung tâm chỗ trống, không nói câu nào. Cơ tâm giật lần nữa tức sắc mặt tái xanh, nàng không ngờ Tần Trần cư nhiên như vậy khí phách nói, tuy là Tần Trần nói, kẻ khác vì nàng có thể khiêu chiến, nhưng mà, Tần Trần là Như Nguyệt một màn như thế đầu, danh tiếng liền tất cả đều là cơ Như Nguyệt, nàng cái này chính chủ, nhưng bây giờ trở thành phối hợp diễn. Trong lòng làm sao không giận, nữ nhân nào không muốn bản thân vạn chúng chúc mục, tại chỗ có cường giả phía trước xuất tấn danh tiếng, như là một cái công chúa một dạng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ là nàng tức giận một bên lôi nhai tôn giả càng là sắc mặt tái xanh bởi vì hắn rõ ràng đã đứng ở trên nhưng mà tần trần lại cuối cùng không có xem qua hắn một cái đại điện rơi vào ngắn ngủi đình trệ thật sự là thật là khí phách nói chẳng lẽ nếu như có mười mấy thế lực đệ tử đều muốn động cơ như nguyện ý niệm trong đầu hắn muốn khiêu chiến tất cả mọi người hay sao bất quá lúc này không có một người mở miệng bởi vì trừ tần trần ở ngoài lôi thần tông thiên tài lôi nhai tôn giả lúc này đã đứng ở trên đại điện tất cả mọi người muốn nhìn lôi nhai tôn giả nói như thế nào Tần phó điện chủ thực sự là thật là khí phách, bất quá, cũng quá tự cao chút, cái gì cơ như nguyện đã là nữ nhân ngươi. Thật là buồn cười, tỷ võ chiêu thân, bản chính là cường giả ôm mỹ nhân về, bản tôn lôi thần tông lôi nhai ngược lại là muốn đến thử xem, thực lực ngươi có phải hay không cùng ngươi giọng điệu một dạng khí phách. Nói xong lôi nhai trên thân, nhất đạo đáng sợ tôn giả chi lực đã tràn ngập ra, oanh, nhất thời, vùng thế giới này, vô tận lôi quang dũng động, phảng phất hóa thành lôi đình hải dương. Trong nháy mắt, ở giữa tòa đại điện kia phụ cận tất cả mọi người ào ào thối lui, đồng thời nhất đạo hỗn độn khí tức đại trận dâng lên, là phương thiên địa này bao phủ. Tất cả mọi người biết, đây là cơ gia đại trận, là chính là phòng ngừa trong lúc chiến đấu sau, kinh khí tiết ra ngoài, phá hoại cơ gia phủ đệ, dù sao, tôn giả giao thủ, bộc phát ra uy lực không thể coi thường. Lúc đầu tần trần đã không nhìn này lôi nhai, lúc này thấy hắn còn dám đi tới, trong lòng nhất thời cười nhạt, một người ngu ngốc mà thôi, lôi thần tông cũng là ngu ngốc, bị tinh thần cung làm thương xử bất quá hắn nếu muốn tìm chết tần trần không ngại tác thành cho hắn lôi nhai vừa đi động trào phúng tần trần một phen sau đồng thời chắp tay hướng về phía cơ thiên diệu cùng ở đây toàn bộ thiên tôn nói tỷ đấu bị tổn thương không thể tránh được không biết vãn bối nếu như vạn nhất tổn thương hoặc là lỡ tay giết tần phó điện chủ lại là như thế nào hừ cơ thiên diệu còn chưa lên tiếng ngược lại tinh thần cung chủ hừ lạnh một tiếng nói nếu không có bản lãnh bị giết cũng là đáng đời nếu không thì xuống ngay đừng đi lên mất mặt xấu hổ thần công thiên tôn đại nhân đâu Lôi nhai nhìn thần công thiên tôn, tần trần dù sao cũng là thiên công tác đệ tử. Thần công thiên tôn mỉm cười, hướng về phía lôi nhai lộ ra vẻ tươi cười nói, tinh thần cung chủ nói không sai, tài nghệ không bằng người, chết cũng là đáng đời, tuy là này tần trần là ta thiên công tác người, nhưng mà bản tỏa có thể hứa hẹn, hắn như chết lại so võ trong, ta thiên công tác thấy không truy cứu, cuồng lôi thiên tôn người cảm thấy thế nào. Đúng hợp ý ta, lôi thần tông cuồng lôi thiên tôn cười lạnh nói, lôi nhai tôn giả hướng về phía thần công thiên tôn chắp tay nói, vậy thì cảm ơn thần công thiên tôn đại nhân chỉ điểm vãn bối biết nói xong lôi nhai tôn giả khoát tay một cái lôi cầu liền huyền phù tại đỉnh đầu hắn đồng thời một bả nhân tôn bảo khí cấp bậc lôi mâu xuất hiện ở trong tay sau đó mới nhàn nhạt, nhạt nhìn tần trần nói ta chính là nhìn chúng cơ như nguyệt ngươi lại có thể thế nào còn tự xưng là là cơ như nguyệt trượng phu lôi mỗ đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt hôm nay ta liền cho ngươi biết anh hùng mới có thể ôm mỹ nhân về như ngươi mong muốn tần trần cả người đều tản mát ra hơi thở lạnh như băng cái loại này sát ý tại lôi nhai tôn giả nói ra nhìn chúng như nguyệt đồng thời liền tràn ngập ra coi như là ngồi ở trong đại điện mặt sư cường giả đều có thể thắm thiết cảm thụ được tần trần trên thân vô tận sát cơ chút thực lực tương đối thấp đệ tử thậm chí không tự chủ được đánh dùng mình một cái thật cường đại sát ý rất nhiều thiên tôn cường giả âm thầm líu lưỡi liền từ tần trần loại này đầy trời sát ý cuồn cuộn ra tất cả mọi người biết cái này tần trần hẳn là không chỉ là luyện khí lợi hại tuyệt đối là một giết người như ngoé nhân vật bất quá Tần Trần tuy là khí thế đáng sợ, nhưng mà bạo lộ ra, nhưng chỉ là nhân tôn khí tức, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực lưu truyền, đem hắn đỉnh phong địa tôn tu vi tất cả đều che giấu, thậm chí ngay cả ở đây đỉnh phong thiên tôn cũng không cách nào dò xét đi ra. Ha ha, một tên nhân tôn mà thôi, bản tôn còn sợ ngươi sao? Cho bản tôn đi tìm chết, tuy là Tần Trần tàn mát ra sát ý cực đáng sợ, nhưng lôi nhai tôn giả căn bản cũng không có để vào mắt, tại tôn giả cảnh giới, hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào, hắn đối với thực lực mình phi thường có tự tin chương 4276, cơ hội duy nhất. Ẩm, um, kèm theo lôi nhai tôn giả giọng nói rơi xuống, trên đỉnh đầu hắn lôi châu nhất thời bộc phát ra vô tận lôi đình chi lực, mình mông lôi đình bao phủ toàn bộ, đem phương đại điện đều hóa thành lôi đình hải dương. Cùng lúc đó, trong tay hắn lôi mâu trên, cũng bạo phát lôi quang, này lôi quang là mãnh liệt như vậy, thế cho nên để cho chút địa tôn cảnh giới cao thủ, da rẻ đều hơi tê tê. Trong khoảnh khắc, lôi nhai tôn giả cả người hóa thành lôi đình, giống như một tôn lôi đình cự nhân một dạng, bản mát ra khí tức, khiến cho mọi người biến sắc. Thật mạnh khí tức, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này lôi đình chi lực, là lôi điện thần thể, trời sinh đối lôi điện đại đạo có cường đại cảm giác hòa hợp. Người này sợ là đã tu luyện thành lôi thần tông lôi thần hư ảnh, khó trách như vậy có tự tin, không được, người này nếu là có đủ cơ duyên, vạn năm sau, lôi thần tông chưa chắc không thể nhiều hơn tới một cái thiên tôn cao thủ. Ở đây rất nhiều người nghị luận âm ĩ có thể đến đây cổ tộc cơ gia, cái nào không phải đỉnh cấp cao thủ, nhãn giới phi thường, liếc mắt liền nhìn ra lôi nhai tôn giả bất phàm. Đừng xem này lôi nhai tôn giả nhưng mà nhân tôn cảnh giới, nhưng tản mát ra khí tức, sợ là đều có thể cùng địa tôn so sánh. Tiểu tử đi tìm chết, vô tận lôi đình trong, lôi nhai tôn giả hai mắt bạo phát lôi quang, trong tay lôi mâu đối này tần trần cường hãn đánh giết mà tới. Một kích ra, trời long đất lở, vạn cổ tịch diệt. Lôi đình chi lực, buồn cười, lục đạo luân hồi sinh tử kiếm quyết, dám đánh như nguyệt chú ý, Tần Trần nữa không có bất kỳ ý nghĩ khác, chỉ có vô tận sát ý, ánh mắt của hắn băng lãnh, trực tiếp thôi động ra Vạn Kiếm Hà Chí Bảo, bất quá hắn chưa có hoàn toàn là Vạn Kiếm Hà cho thôi động, nhưng mà kích hoạt Vạn Kiếm Hà phía trên một chút một ít lực lượng. Nhất thời, Tần Trần trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim trong, trong nháy mắt bạo dũng đi ra Nhất Đạo Thông Thiên Kiếm Quang, hắn không chút do so dự liền đối với Lôi Nhai Tôn giả bổ chém xuống tới. Sinh tử luân hồi, không chết không thôi, Tần Trần một kiếm này chém ra, chỉ giết địch nhân, không cầu kiếp sau sinh lôi nhai tôn giả thấy đối thủ bổ ra tới chỉ là một thanh tiểu kiếm mà thôi xác thực nói chắc là một bả thoạt nhìn không thế nào để mắt tới kiếm nhỏ màu vàng kim mà thôi nhưng khi kiếm nhỏ màu vàng kim bộc phát ra kiếm quang thời điểm trong lòng hắn dĩ nhiên vào giờ khắc này mọc lên một chút ý sợ hãi một cổ thông thiên kiếm khí che khuất bầu trời chặt đứt toàn bộ phảng phất là thiên địa luân hồi đều chặt đứt hắn trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại trước mặt tần trần thực lực mạnh tuyệt đối cực kỳ khủng bố ngay sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng phát ra gầm thét Bên trong Tôn giả chi lực đều bốc cháy lên, lôi mâu trên, cuồn cuộn lôi quang thông thiên, hướng về phía tần trần chém giết điên cuồng đi. Ầm, um, hai cổ lực lượng đáng sợ tại trong hư không va chạm, lôi nhai Tôn giả nhất thời hoảng sợ phát hiện, bản thân lôi đình chi lực, như là cảm giác được cái gì không gì sánh được sợ hãi đồ đạc một dạng, dĩ nhiên tại run lẩy bẩy. Giống như thần tử nhìn thấy đế vương, giống như loài run dế nhìn thấy thần long, thậm chí trong cơ thể hắn Tôn giả vận chuyển đều biến sắc trì trệ lên, thậm chí không thể ngưng tụ đây là cái gì kiếm pháp lực lượng, đây là cái gì đao pháp, lôi nhai tôn giả trong lòng cuồng kinh, thế nhưng tần trần một kiếm này tốc độ quá nhanh, với lại uy thế qua quá kinh người, có một loại vô cùng thê thảm thẳng tiến không lùi chiều hướng, dường như thanh kiếm này không đem bị giết, đối phương chính là lên trời xuống đất, lục đạo luân hồi cũng sẽ không ngừng. Không, lôi nhai tôn giả tuyệt vọng kêu lên một cái chữ không, cũng cảm giác được bản thân oanh ra ngoài lôi mâu trong nháy mắt nổ tung ra, chẳng những như vậy, kiếm quang này chém vỡ hắn lôi mâu sau, càng là chạm tại đỉnh đầu hắn lôi châu trên. Lôi nhai tôn giả chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu hắn lôi thần tông bảo vật lôi châu trong nháy mắt nổ tung, hắn muốn trốn, cũng đã không kịp, nhất đạo đáng sợ kiếm quang, đã triệt để bao phủ lại hắn. Phốc, huyết phụ phun ra, lôi nhai tôn giả liền phản ứng cũng không kịp làm ra, cũng đã bị tần trần một kiếm chém giết. Xuy suy suy, kiếm quang dũng động, lôi nhai tôn giả giống như lôi thần vậy thân hình trực tiếp nổ tung ra, mà trong đầu hắn linh hồn hải, cũng ở đây tần trần kiếm quang phía dưới trong nháy mắt mẫn diệt, tiêu tan thành mây khói, hóa thành phấn vụn. Trong đại điện trong nháy mắt rơi vào yên lặng, một kiếm liền chém giết một tên tôn giả thiên kiêu, vẫn là lôi thần tông thánh tử lôi nhai tôn giả. Mà lúc này lôi nhai tôn giả nổ tung ra, rơi trên mặt đất rất nhiều huyết nhục trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn, dĩ nhiên là bị chưa có hoàn toàn tiêu tán kiếm khi xé rách, hình dạng vô cùng thê thảm, chỉ để lại một dãy ám vết máu màu đen, chết không toàn thây. Những thứ kia các đại thế lực thiên tôn đều là hít một hơi lãnh khí, lúc nào gặp qua lợi hại như vậy tôn giả một kiếm chém giết một tên đỉnh phong tôn giả cấp thiên kiêu một kiếm này vẫn là trước đem đối phương lôi mâu cùng lôi châu trí bảo đánh nát lại từ nghi tâm xuống hai đại tôn giả trí bảo đều không thể ngăn cản đối phương sát ý mạnh như lôi nhai tôn giả đều không thể tránh né khí phách qua khí phách này phải bao lớn phẫn hận mới có loại này kinh khủng sát cơ cùng cường đại lực bộc phát lôi nhai trước trên mặt còn mang theo nụ cười cuồng lôi thiên tôn lúc này phát ra nhất đạo kinh sợ gào thét tiếng con người nổi giận thân hình thoát một cái, định hướng phía trên đại điện trung tâm chỗ trống. Hừ, đột nhiên, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên, thần công thiên tôn khoát tay, nhất thời, một cổ đáng sợ đỉnh phong thiên tôn chi lực bao phủ, trong nháy mắt ngăn trở tại cuồng lôi thiên tôn trước người. Làm sao, cuồng lôi thiên tôn, tỷ võ luận bàn, có tử thương là rất bình thường sự tình, đường đường lôi thần tông chủ, không đến mức như vậy thiếu kiên nhẫn, muốn chơi xấu chứ. Bất quá chết cái đệ tử mà thôi, hà tất ngạc nhiên như vậy. Thần Công Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn Cuồng Lôi Thiên Tôn một cái, cười híp mắt nói: "Ngươi, Lôi Thần tông chủ thần sắc tức giận, sắc mặt tái xanh bất định, huyết khí trong cơ thể dũng động, kém chút khạc ra một ngụm máu tươi, thật lâu không nói ra được nói. Xác định, tỷ võ Tử Thương trước đã nói qua, hắn làm sao có thể bởi vậy trả thù? Cuống chi, có Thần Công Thiên Tôn tại, hắn như thế nào dám trả thù? Mà chung quanh dư Thiên Tôn các cũng đều ngẩn người, ánh mắt chấn động. Cái gì gọi là mới chết một cái đệ tử mà thôi, ngạc nhiên này lôi nhai thiên tôn, thế nhưng cuồng lôi thiên tôn quan môn đệ tử, chân chính truyền nhân, nhân vật như vậy, tại toàn bộ lôi thần tông đều lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chết một cái như vậy, cuồng lôi thiên tôn không muốn biết đau lòng bao lâu. Này thần công thiên tôn, thật đúng là tàn nhẫn a à. Mọi người không dám khinh thường thần công thiên tôn, người này, nham hiểm. Bên kia, cơ gia cũng triệt để kinh hãi ở, lôi thần tông chết một cái đệ tử, cuồng lôi thiên tôn đối phó không được thiên công tác, cũng tất nhiên sẽ đối với hắn cơ gia không vừa lòng. Trầm mặc rất lâu, cơ thiên diệu lúc này mới khô khốc nói, trận chiến đầu tiên, thiên công tác tần phó điện chủ thắng. Tinh thần cung chủ cũng khí sắc u ám đều phải tích xuất hắc thủy đến, hắn hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tần trần, hắn cũng không nghĩ ra tần trần thật không ngờ lợi hại, trước kia mới chỉ là đỉnh phong thánh chủ tu vi, hôm nay mặc dù là tôn giả, nhưng dĩ nhiên một kiếm liền chém giết lôi nhai tôn giả. Người này tuyệt đối không thể lưu lại đi, một khi chờ hắn lớn lên, nơi nào còn có tinh thần cung tồn tại. Người này nhất định phải chết, mà tỷ võ chiêu thân chính là hắn tinh thần cung duy nhất quang minh chính đại cơ hội. Chương 4277, chậm đã. Lúc này trên sân đều bị Tần Trần một kiếm chém giết lôi nhai tôn giả sự tình cho kinh sợ, mỗi người khóe mắt đều bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ, nửa ngày trầm mặc không nói. Cơ Tâm giật thấy bị Tần Trần chém thành huyết vụ lôi nhai tôn giả, dĩ nhiên vô ý thức cũng dùng mình một cái, nàng không có nghĩ tới cái này tự xưng là cơ như nguyệt trượng phu nam tử, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Cơ như nguyệt, Bất quá là từ hạ giới phi thăng lên tới một cái tiện nhân mà thôi, làm sao lại có mạnh như vậy trưởng phu trong lòng nàng căn bản không nghĩ ra. Tần Trần chém giết Lôi Nhai Tôn giả sau, tiếp tục đứng ở trên đài, không có bất kỳ lui lại ý, ánh mắt ngưng mắt nhìn ở đây vô số cường giả, lạnh lùng nói, không biết còn có cái nào thế lực dám đánh như Nguyệt chủ ý, liền lên đến, ta Tần Trần đón lấy. Vừa nói, Tần Trần còn mắt nhìn Cuồng Lôi Thiên Tôn, nói, không biết Cuồng Lôi Thiên Tôn bộ hạ còn có hay không cái gì quan môn đệ tử, đệ tử hạt giống, hoặc giả tông tử cái gì đại khái đưa tin để cho bọn họ đến đây cổ giới cùng tần mỗ nhất chiến, tần mỗ đều đón lấy. Bất quá, nói rõ trước, bất kỳ người nào, bất kể là ai, can đảm dám đối với như nguyệt chủ ý, tần mỗ cũng sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận, đến lúc đó lôi thần tông tháng 3 ngày 8, đệ tử chết hết, đừng trách tần mỗ không đem nói rõ trước. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần trần ánh mắt mờ nhạt, trên thân nở rộ đáng sợ sát cơ, một chút cũng không có đem thân làm thiên tôn cường giả cuồng lôi thiên tôn để vào mắt, ánh mắt bế nghế, thì giống như nhìn một người ngu ngốc. Kháo, đây cũng quá cuồng, tất cả mọi người chấn động nhìn tần trần, tiểu tử này, thật là cuồng đến vô biên, không những một kiếm chém giết lôi thần tông đệ tử, hiện tại càng là đang gây hấn với cuồng lôi thiên tôn, tất cả mọi người biết. Tần Trần đây là đang trả thù cuồng lôi thiên tôn lúc trước động tác, nhưng này cũng quá tự cao. Lôi thần tông chủ giàu gì cũng là thiên tôn cấp cường giả, hơn nữa còn là lôi thần tông tông chủ, Tần Trần cho dù thiên công tác phó điện chủ, nhưng là chỉ là một vãn bối mà thôi, dám đối cuồng lôi thiên tôn nói ra lời như vậy, có thể thấy được hắn có nhiều cuồng. Ngươi, cuồng lôi thiên tôn tức đến run, oanh, trên người có đáng sợ lôi quang nở rộ, thiên tôn cấp bậc khí tức thả ra ngoài, làm cho tất cả mọi người là biến sắc hoảng sợ. Hắn một đôi tròng mắt, hóa thành vô tận lôi trì, phảng phất trong nháy mắt, sẽ hủy diệt đất trời. Lôi thần tông chủ, cơ thiên diệu vội vàng khẽ quát một tiếng, trên thân dũng động hỗn độn khí tức, áp chế cuồng lôi thiên tôn hắn tự nhiên không cho phép cuồng lôi thiên tôn tại hắn cơ ra động thủ, đồng thời, cơ thiên diệu cũng nhìn về phía thần công thiên tôn, thần công thiên tôn điện chủ, xin thỉnh dưới sự ước thúc người thiên công tác đệ tử, hôm nay là ta cơ ra tỷ võ chiêu thân tốt thời gian, xin thỉnh thu liếm một chút. Thần công thiên tôn mỉm cười, nói ta ngược lại thật ra cảm thấy ta thiên công tác tần phó điện chủ nói không sai, tỷ võ chiêu thân, dĩ nhiên là muốn cho kẻ khác tâm phục khẩu phục, lôi thần tông nếu đối cơ như nguyệt cảm thấy hứng thú như vậy, cuồng lôi thiên tôn nếu không chịu phục đại khái để cho mình trong tông độc thân thiên kiêu đều qua đến, ta thiên công tác cũng không phải là cái loại này ý thế hiếp người, biết rõ kẻ khác có trượng phu, còn phải muốn lên tranh đoạt một chút rác rời thế lực. Ngươi, cuồng lôi thiên tôn lần thứ hai tức đến run, nhưng mà, lúc này hắn đã biết bình tĩnh lại, chớ nhìn hắn tính cách thô cuồng, giống như một điểm liền, nhưng có thể trở thành là thiên tôn tông chủ, lại làm sao lại là ngu ngốc, ngu ngốc là không có khả năng sống đột phá đến thiên tôn. Hắn hử lạnh một tiếng, lúc này ngồi xuống, sau đó ánh mắt băng lãnh mắt nhìn tần trần toát ra sâm hàn sát ý đương nhiên trong lòng hắn đồng dạng có hối hận hối hận nghe theo tinh thần cung chủ đề nghị là tinh thần cung suốt đầu hắn nếu lần này tỷ võ chiêu thân mang lôi nhai tôn giả đến đây là thật tâm thấy được lôi nhai tôn giả tiền đồ với lại hắn cơ hồ là đem lôi nhai tôn giả đích thân nhi tử đối xử nhưng hôm nay lại chết ở tần trần trong tay trong lòng hắn biệt khuất có thể nghĩ thấy cuồng lôi thiên tôn nhận sợ lui ra phía sau tần trần cũng không nói chuyện nhưng mà hiện lặng đứng ở trên lôi đài lạnh lùng nhìn ở đây các đại thế lực. Cơ thiên diệu lúc này trong lòng đã tràn ngập hối hận, hắn sớm biết tần trần cường đại như vậy, với lại tại thiên công tác có như vậy vị trí, hắn lại làm sao có thể đơn giản đồng ý cơ thiên tề chủ ý, đem thánh nữ tặng cho cơ như nguyệt. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, với lại như nguyệt cùng vô tuyết đều bị giam giữ tại ngục sơn, hắn coi như là muốn thay đổi chủ ý, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Bất quá, tần trần chém giết lôi nhai tôn giả, thực cũng đã hắn thở phào một cái, tối thiểu, lúc này muốn khiêu chiến tần trần, không phải là cùng tần trần cùng thiên công tác có thâm cửu đại hận người, đó chính là đồ ngốc. Hắn tin tưởng một dạng thế lực không có khả năng có người tiếp tục khiêu chiến tần trần, trừ phi là cùng tần trần có cửu oán thế lực. Nếu là không có người nữa khiêu chiến tần phó điện chủ, như vậy tần phó điện chủ liền có thể lui xuống trước đi. Cơ thiên diệu lúc này gấp rút nói, hắn sợ tần trần gây nữa ra cái gì yêu thiêu thân tới. Giọng nói rơi xuống, dưới đài nhất thời xì xào bàn tán lên. Rất nhiều thế lực đều nhìn tần trần, lại không có một cái thế lực dám can đảm tiến lên. Lại không nói bọn họ không rõ ràng lắm cơ như Nguyệt là ai, coi như là biết, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý vì một cái cơ như Nguyệt, mà đắc tội tần trần, đắc tội thiên công tác. Cùng cơ ra quan hệ thông ra thật là chuyện đại sự, nhưng đắc tội thiên công tác như vậy sự tình đồng dạng cũng không phải một chuyện nhỏ. Chỉ có tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ ánh mắt lóe lên, hai người liếc nhìn nhau, trong con người bộc lộ ra ngoài lãnh mang. Nếu không ai nguyện ý tiếp tục khiêu chiến tần phó điện chủ, như vậy. Cơ thiên diệu nhìn quanh bốn phía một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên. Chậm đã, bạch, lại có hai đạo thân hình đồng thời lướt lên đại điện trung tâm chỗ trống, đi tới tần trần phía trước. Tất cả mọi người là sừng sốt, loại thời điểm này, lại còn có người khiêu chiến tần trần. Mọi người ào ào ngưng mắt nhìn nhìn lại, này nhìn qua, ánh mắt lập tức động lại. Trên đất trống, này hai bóng người, mỗi cái phong thái một phen, trong một người, người mặc hắc sắc tinh thần bào, hình thể cường tráng, loại này cường tráng, tràn ngập mỹ cảm, mà tuyệt không phải như là lôi nhai tôn giả cái loại này to lớn, ngược lại là hình giọt nước dáng người. Mà đổi thành một người, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, tốt một bức thanh niên tuấn kiệt. Mấu chốt là, trên người hai người này khí tức, đều rất cường đại, cuồn cuộn tôn giả chi lực bao phủ, đứng ngạo nghế tại trên đất trống, hai người khí tức quanh người lại tạo thành đen trắng hai loại trạng thái, giống như thái cực âm dương một dạng, phân biệt rõ ràng. Địa tôn, này dĩ nhiên là hai gã địa tôn thiên kiêu, hí, nhất thời, dưới đài truyền đến trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng, này xông lên hai người, dĩ nhiên là hai gã địa tôn cao thủ, mặc dù chỉ là sơ nhập địa tôn, nhưng mà, trẻ tuổi như vậy cũng đã là địa tôn cường giả, mặc dù là tại nhân tộc cấp trí tôn trong thế lực, cũng cũng ít khi thấy. Trên người hai người này sinh mệnh chi hỏa không gì sánh được rồi rào, có thể thấy được chính đang ở sinh mệnh trẻ tuổi nhất thường xuyên, tu vi như thế, lại thêm thiên phú như vậy, tương lai đột phá thiên tôn, chỉ sợ cũng rất có hy vọng. Trường 4278, Trấn Sơn Ấn mà để cho mọi người kinh hãi, vẫn là trên người hai người này khí thức đại biểu hàn ý. Một cái tinh quang thôi sán, giống như ngôi sao, một cái thâm trầm hùng hậu, vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Rõ ràng là đến từ tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn hai tôn thiên tài tuyệt thế. Cơ thiên diệu lão tổ, chúng ta còn chưa khiêu chiến, làm sao lại có thể nói khiêu chiến kết thúc đây? Liền thấy đến tinh thần cung người tuổi trẻ mỉm cười nói, dáng người ngạo nghễ, thực sự là tiên y nộ mã. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha ha, như Nguyệt Cô Nương, kinh tài tuyệt diễm, cái thế ít có, bản thiếu sơn chủ đối như Nguyệt Cô Nương cũng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cũng muốn tranh đoạt một phen, thiếu như Nguyệt Cô Nương bị một ít cuồng vọng chi bối chiếm lấy, rơi vào ma quật. Đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ, cũng mở miệng nói, dáng vẻ hào phóng, mái tóc bay lượt, ngạo nghễ bá đạo. Hai người nhìn tần trần, ánh mắt băng lãnh, trong hư không phảng phất có hỏa quang nở rộ, sát cơ dũng động. Giờ khắc này, không người không biến sắc, ao ao nhìn về phía tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ, này hai thế lực lớn, là cùng thiên công tác chọc A. Lúc trước, mọi người liền từng cảm giác được tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn tựa hồ tại trong bóng tối nhằm vào thiên công tác, nhưng mà, còn chưa không phải hết sức rõ ràng, nhưng bây giờ, thấy tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ cũng không phải là lướt lên lôi đài sau, tất cả mọi người hiểu được, hôm nay trận này tỷ đấu, sợ là hết sức kích thích. Cơ thiên diệu biến sắc, cũng nhìn về phía tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ, cao mày nói, hai vị, chuyện này. Hắn cơ ra là tỷ võ chiêu thân, cũng không phải là cho những thế lực này các giải quyết ân oán, nhưng hôm nay tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn động tác, rõ ràng là muốn tại cơ ra thật tốt nhằm vào một phen thiên công tác, đây là cơ thiên diệu căn bản không nghĩ thấy. Đã thấy tinh thần cung chủ cười ha ha một tiếng, nói cơ thiên diệu lão tổ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, người tuổi trẻ nha, gặp phải chỗ yêu người, phấn đấu quên mình, chúng ta thân làm trưởng bối, tự nhiên cũng chỉ có thể ủng hộ, ngài nói có đúng không? Ngạo tuyệt tiểu tử này, tuy là ta đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ, nhưng nhất tâm chìm đắm tu luyện, chưa từng thấy qua hắn đối cô gái kia cảm thấy hứng thú, không ngờ, hôm nay sẽ vì cơ ra cơ như nguyệt phấn đấu quên mình, ta đây một làm trưởng bối thấy, cũng rất là mừng rỡ, nếu như ngạo tuyệt hắn có thể lấy được tỷ võ nổi bật, xin thỉnh cơ thiên diệu lão tổ vui lòng đệ tử, là như nguyệt đính hôn cho ta đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ, ta đại vũ thần sơn cũng nguyện cùng cơ ra vui liên tục khâm tốt. Đại vũ thần Sơn Sơn chủ cũng cười mị mị nói, khí sắc da đen nhẹm, ánh mắt bại lộ tinh mang. Cơ thiên diệu sắc mặt khó coi, hắn là thấy rõ, hôm nay, là cơ như nguyệt một chuyện, hôm nay sợ là nhất định muốn phân ra một cái thắng bại. Những này nhân tộc các đại thế lực, cơ thiên diệu hít sâu một hơi, trong lòng tức giận, bởi vì theo hắn, này như thiên công tác, đại vũ thần Sơn, tinh thần cung đám nhân tộc cao nhất thế lực, căn bản không đem hắn cơ ra để vào mắt, để cho hắn làm sao không tức giận. Được nếu tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn đều đối với ta cơ gia cơ như nguyệt cảm thấy hứng thú thân ta là ông tổ nhà họ cơ tự nhiên cũng mừng rỡ vạn phần bất quá quyền cước không nói xin thỉnh chư vị thu liếm một chút mỗi cái đệ tử không nên nháo ra cái gì không thoải mái sự tình tới về phần khác xin mời chư vị trẻ tuổi bản thân phân ra một tháng bại đi cơ thiên diệu cũng là bụng giả dạ cực sâu lúc này lộ ra vẻ tươi cười lớn tiếng nói giọng nói rơi xuống liền lui sang một bên không nói nữa hắn cũng nhìn ra nếu mấy cái này đỉnh cấp thế lực phải ở chỗ này nháo sự, để bọn họ náo tốt, ngược lại mặc kệ ai chết, hắn cơ ra chỉ cùng người xuất sắc kết thân, hắn đã biết nhắc nhở rất rõ ràng, nữa thêm, hắn cũng quản không được. Trên đất trống, ba người đối mắt nhìn nhau, tần trần nhìn trên đài tinh thần cung thiếu cung chủ cùng đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ, đôi mắt chỗ sâu một đạo hàn quang hiện lên. Nhìn lại, này tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ vẫn là không có buông tha a à. Bất quá cũng tốt, chính hợp bản thân ý tứ. Bên kia, đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ hướng về phía tinh thần cung thiếu cung chủ chắp tay cười nói tinh duệ huynh ta ngươi đều đối như nguyệt cô nương cảm thấy hứng thú không bằng ta ngươi quyết định xuống ai xuất thủ trước chứ ha 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 ngạo tuyệt huynh ta ngươi cũng coi là bằng hữu nếu như ngạo tuyệt huynh đối như nguyệt cô nương có hứng thú bản thiếu cung chủ cũng có thể tặng cho ngạo tuyệt huynh ngươi xuất thủ ha ha tinh duệ huynh khách khí mặc kệ ta ngươi cuối cùng ai có thể nhận được như nguyệt cô nương chỉ cần có thể chém giết trước mặt này thủ đoạn độc ác nhảy nhót vai hề, coi như là vì ta nhân tộc trừ một hại. Hai người ở trên lôi đài cư nhiên hai bên khách khí chối từ lên, hồn nhiên không có tranh đoạt như nguyệt cái loại này dương cung bạt kiếm. Người ở bên ngoài nhìn lại, hai người này rõ ràng không phải vì tranh đoạt như nguyệt tới, ngược lại thì giống như là nhằm vào tần trần mà tới. Mặc dù mọi người cũng đều biết khả năng này mới là sự thật, bất quá hai người biểu hiện cũng quá rõ ràng điểm, hồn nhiên không nể mặt thiên công tác A. À. Được, hai người các ngươi liền đừng ở đó nhường tới nhường lui cùng lên đi đúng lúc này tần trần đột nhiên hừ lạnh một tiếng ngươi nói cái gì tinh thần cung thiếu cung chủ cùng đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ đồng thời nhìn sang ánh mắt phát lạnh dưới đài mọi người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối chuyện này thật ngông cuồng chứ hai cái phế vật mà thôi dù sao cũng chịu chết phần nhường tới nhường lui cũng bất quá chết chậm chốc lát mà thôi vừa vặn cùng động thủ chết như vậy ở trên đường cũng có một bạn Tần Trần cười nhạo nói, ánh mắt bế nghế, nhìn hai người giống như nhìn hai cái người chết. Âm, um, tinh thần cung thiếu cung chủ cùng đại vũ thần Sơn thiếu Sơn chủ trên thân nhất thời dũng động đi ra đáng sợ sát cơ, tức giận tung bay. Dưới đài các đại thế lực cường giả cũng đều ngẩn người. Này Tần Trần điên sao, tuy là Tần Trần trước một kiếm chém giết lôi nhai tôn giả, để tại trận rất nhiều cường giả đều kinh hãi, nhưng bây giờ hắn đối mặt, cũng không phải là lôi nhai tôn giả, mà là tinh thần cung thiếu cung chủ cùng đại vũ thần Sơn thiếu Sơn chủ. Hai người này, tất cả đều là địa tôn cấp bậc, thực lực so với kia lôi nhai tôn giả mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Càng không cần phải nói là hai người liên thủ, tần trần lời này, làm cho tất cả mọi người đều biến phải, chỉ cảm thấy tần trần từ cao đến không có biên. Chẳng lẽ hắn không biết, hắn nói như vậy, chỉ biết càng thêm chọc giận đối phương sao? Quả nhiên, đại vô thần sơn thiếu chủ ngạo tuyệt địa tôn thứ nhất nhẫn nại không được. Tiểu tử, người đã tự tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Đại vô thần sơn thiếu sơn chủ ánh mắt băng lãnh gầm lên một tiếng, trong tay bảo vật đã tế xuất. Âm, um, nhất thời, nhất đạo đen kịt đại ấn hiện lên thiên địa, rung động hư không. Này dĩ nhiên là nhất kiện nửa bước thiên tôn bảo khí cấp bậc chấn sơn ấn, này chấn sơn ấn đập một cái đi ra toàn bộ hư không liền chấn động, kinh khủng chấn áp đại đạo tại đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ địa tôn chi lực xuống, đã tạo thành một cái đáng sợ trói buộc không gian. Giống như một tòa ngũ chỉ cự sơn, từ trên trời giáng xuống, muốn đem tần trần trong nháy mắt phây giết tại hạ. Tần trần là thiên công tác luyện khí sư, Hắn nhìn qua này Chấn Sơn ấn cũng biết tài liệu tốt bị rác rời luyện chế, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết Vạn Cổ Sơn Tâm Thiết luyện chế mà thành. Vạn Cổ Sơn Tâm Thiết chính là thiên tôn cấp tài liệu, tuyệt đối là có thể luyện chế được thiên tôn cấp bảo vật, nhưng đáng tiếc là luyện khí người nguyên bản không được, luyện chế một cái Chấn Sơn ấn, với lại cái này Chấn Sơn ấn luyện chế cũng rất là bình thường, thật sự là đáng tiếc. Chương 4279, cùng nhau khiêu chiến. Bất quá dù vậy, coi như là nhất kiện nửa bước thiên tôn trí bảo, tại địa tôn trong mắt đây tuyệt đối là đỉnh cấp nghịch thiên bảo vật. Không hổ là đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ, xuất thủ bảo vật so lôi thần tông lôi nhai tôn giả rõ ràng mạnh hơn một chù. Tần Trần Tâm cười lạnh một tiếng, vạn kiếm hà tế xuất, nhất thời từng đạo kiếm quang trong nháy mắt tạo thành, trong sát na rất nhiều luân hồi kiếm khí tạo thành một cái khốn trận là vẫn còn ở nhanh chóng tăng vào trấn sơn ấn phong tỏa ngăn cản. Khác tôn giả chi lực cùng linh hồn chi lực xa xa cao hơn đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ, nhưng mà lúc này Tần Trần thật rất bất đắc dĩ, nếu như không phải tại cơ gia tỷ võ quyết đấu trên đài, lúc này hắn chỉ cần kích hoạt vạn kiếm hà thì có khả năng trực tiếp mặt sát đối phương. Lùi một bước mà nói, hắn thậm chí không cần kích hoạt vạn kiếm hà, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều có thể đơn giản đem đối phương mặt sát, cho dù mấy đạo lôi hồ, hỗn độn kiếm khí, nữa thêm đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ cũng bị bị giết. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá tần trần lại không thể làm như thế, một khi hắn bạo lộ ra như vậy thực lực, tinh thần cung thiếu cung chủ sợ liền sẽ không lên tới hắn nhất định phải chỉ có thể chế trụ đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ để cho tinh thần cung thiếu cung chủ cũng cùng nhau lên đến xuất thủ là đại vũ thần sơn cùng tinh thần cung người một lưới bắt hết mới có thể giải khai tần trần trong lòng cơn giận bất luận cái gì dám đánh như nguyệt chủ ý đều phải chết ken kết kết tần trần vô tận lục đạo luân hồi kiếm ý cùng chấn sơn ấn đụng vào nhau giống như cũng không có vây khốn chấn sơn ấn ngược lại bốn phía ra tại tần trần lục đạo luân hồi kiếm quyết ngăn trở bản thân chấn sơn ấn trong nháy mắt đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ quả thật có chút kinh hãi làm hắn cảm giác được bản thân địa tôn chi lực mắt thấy liền không khống chế được chấn sơn ấn thời điểm hắn thậm chí có chút kinh hoàng cũng may đối phương kiếm khí tới nhanh đi cũng nhanh rất nhanh thì hiện ra xu hướng suy tàn đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ thở phào còn tốt đến là tôn giả chi lực mỏng manh điểm tại tần trần không địch lại lùi lại trong nháy mắt đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ trong lòng cười nhạt liền chút bản lãnh này cũng dám để cho hắn cùng tinh thần cung tinh duệ địa tôn cùng xuất thủ thật là không biết tự lượng sức mình, trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đều có thể đem hắn mặt sát. Cho là mình thích sát lôi nhai tôn giả liền vô địch sao. Quá buồn cười, giết, đại vũ thần Sơn thiếu Sơn chủ gầm lên một tiếng, lúc này hắn toàn lực rót vào tôn giả chi lực đi vào chấn Sơn ấn trong, chấn Sơn ấn mặt ngoài tán phát ra đạo đạo Sơn Văn, là không gian xung quanh đều kích thích sát sát rung động. Tần Trần kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhật lùi lại ra mấy chục bước, rồi mới miễn cưỡng đứng lại. Mà đại vũ thần Sơn Thiếu Sơn chủ càng là đúng lý không tha người, mang theo đã hoàn toàn kích phát chấn Sơn Ấn, liền người mang Ấn xông về tần trần. Trung quanh Sơn Văn là tần trần hoàn toàn bao phủ lại, dưới khán đài người lộ ra chấn động biểu tình, bọn họ cho rằng tần trần nếu có thể một kiếm chém giết lôi nhai tôn giả, đồng thời nói ra như vậy tự cao lời, thực lực tất nhiên không thể coi thường, không ngờ đối mặt đại vũ thần Sơn Thiếu Sơn chủ sau, ngay lập tức sẽ rơi vào xu hướng suy tàn. Này ngạo tuyệt địa tôn tốt thực lực đáng sợ, Đại Vũ Thần Sơn mấy năm nay, xem ra là bồi dưỡng được một cái cực tốt người nối nghiệp a. À. Lúc này ở trận rất nhiều thế lực cường giả đều lộ ra vẻ hâm mộ, đến bọn họ tình trạng này, trừ không ngừng tăng lên thực lực mình ở ngoài, còn có một cái tham vọng quá đáng, đó chính là có thể bồi dưỡng được một cái chân chính kế thừa chính mình y bát hậu sinh. Bất quá thật sự là quá khó khăn, bất kỳ một thế lực nào, thế hệ trước cường giả hầu như đã cố định, giống như thiên công tác, rất nhiều phó điện chủ cùng thiên tôn, cơ hồ đều sống vô số vạn năm, tu vi cực khó tiến thêm muốn phải tìm được một cái có khả năng đột phá đỉnh phong thiên tôn kế thừa thiên công tác người quá khó khăn chỉ có tại trong đám người tuổi trẻ tìm kiếm mới có một tia hy vọng khác thế lực cũng giống vậy như vậy này đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên cũng có tu vi như vậy tuy là còn rất non nớt bất quá là địa tôn mà thôi nhưng mà mọi người lại thấy thật lớn sức sống khả năng mấy ngàn năm hơn vạn năm sau đại vũ thần sơn lại có thể sẽ thêm đi ra một cái thiên tôn đến lúc đó này đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ đối với ở đây thiên tôn mà nói, y nguyên rất là trẻ tuổi, tương lai, chưa chắc không thể bước vào đỉnh phong thiên tôn, lãnh đạo đại vũ thần sơn, trở thành đại vũ thần sơn đời tiếp theo sơn chủ. Dưới đài, đại vũ thần sơn sơn chủ khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tần trần vẫn là quá non, năm đó tại nhân tộc thiên giới, bất quá là đỉnh phong thánh chủ mà thôi, hôm nay tuy là đột phá đến tôn giả, sợ là tại các loại bí cảnh thậm chí dùng rất nhiều bảo vật mới đột phá, làm sao có thể cùng mình đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ so sánh. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Thần Công Thiên Tôn, lại thấy Thần Công Thiên Tôn trên mặt cũng là không kinh hoàng chút nào chi sắc, Y Nguyên mang theo đạm định nụ cười. Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi, nhìn ngươi sau đó còn có thể hay không thể cười được. Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt xem thường, lộ ra trào phúng. Thình thịch, chấn sơn ấn nện ở tần trần ngực, tần trần lần nữa bị chấn sơn ấn đập bay đi ra ngoài, Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ cười gần phi thân mà lên, cùng hắn chấn sơn ấn đồng thời đi tới tần trần trước người chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng dám đại phóng vô lý, thật là tự tìm cái chết. Đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ biết hắn chấn sơn ấn đã trọng thương tần trần, đồng thời đã khóa chặt tần trần. hắn cười lạnh một tiếng, thôi động đại ấn chính là hướng về phía tần trần điên cuồng buông xuống. nhưng vào lúc này, hắn thình lình thấy tần trần nổi giận gầm lên một tiếng thời gian bản nguyên. vù vù trong hư không lực lượng thời gian lé lên một cái rồi biến mất. ầm uhm, đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ chỉ cảm giác mình thân hình cứng lại sau một khắc một cổ lực lượng đáng sợ đã đánh giết ở trên người hắn đem hắn đánh bay đi ra ngoài ở đây rất nhiều người đều thất kinh thời gian bản nguyên là thời gian bản nguyên bọn họ đều mắt lộ ra kinh hãi tuy là bọn họ đều mơ hồ nghe nói qua thiên công tác có một cái gọi là tần trần đệ tử trên thân có thời gian bản nguyên nhưng cũng chưa từng thấy lúc này tần trần thi triển ra thời gian bản nguyên nhưng lại làm cho bọn họ đều lộ ra chấn động cùng vẻ tham lam đây chính là thời gian bản nguyên a thời gian bản nguyên đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ cũng lộ ra kinh sợ cùng vẻ vui mừng. Thời gian bản nguyên, chính là thiên địa dị bảo, nhưng thao túng lực lượng thời gian, cùng cấp bậc chiến đấu xuống, có thời gian bản nguyên người, cơ hồ có thể lập tại vô địch chi cảnh. Bất quá, tần trần quá yếu ớt, dĩ nhiên thôi động thời gian bản nguyên, cũng chỉ có thể ngăn trở hắn, nếu như đổi thành hắn nhận được thời gian bản nguyên, vậy hắn sẽ cường đại bao nhiêu. Đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ trong lòng nhất thời bộc lộ ra ngoài kích động. Giết, hắn hướng tần trần điên cuồng giết đi. Dễ nhi, mà lúc này, dưới đài, tinh thần cung chủ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tần Trần, người không phải nói để cho hai chúng ta cùng nhau khiêu chiến ngươi sao, ta rất muốn nhìn một chút, người cuối cùng có can đảm gì, nói ra lời như vậy tới. Vốn chỉ là ở một bên quan chiến tinh thần cung thiếu cung chủ cũng không nhịn được nữa, điên cuồng hướng Tần Trần giết đi qua. Đây chính là thời gian bản nguyên, hắn làm sao có thể mắt mở chừng chừng nhìn loại bảo vật này, bị đại vũ thần Sơn thiếu Sơn chủ một người phải đi.